chương 5080, ký hiệu thứ 10. Có mạch suy nghĩ như vậy, Lăng Hàn có thể bắt đầu thử. Hắn trước tiên phải in phù văn trên tứ cực trụ, dùng nó thôi động cảnh giới tăng lên. Nhưng phải in dấu phù văn lên tứ cực trụ như thế nào? Đó là cái vấn đề, tùy tiện làm loạn, khẳng định không được, đây chính là đột phá cực hạn. Nói tới nói lui, quy tắc cao nhất, ta liền lạc ấn quy tắc, hắn bắt đầu rút ra quy tắc thất tinh, sau đó khắc lên tứ cực trụ, đương nhiên hắn hiện tại khẳng định chỉ có thể chọn một tứ cực trụ, hắn sẽ không ngu xuẩn đồng thời khắc lên bốn cái. Nhưng tứ cực trụ giống như mẫu kim, căn bản không thể khắc lên đó. Vậy làm sao bây giờ? Đây chính là mạch suy nghĩ lăng hàn thật vất vả mới nghĩ ra được, trừ biện pháp này, hắn không nghĩ ra còn có biện pháp nào tốt hơn. Một đạo quy tắc không đủ, vậy thì hai đạo, ba đạo. Ta sẽ đan quy tắc vào nhau, có thể so sánh quy tắc bát tinh, trên lý luận cấp độ quy tắc bát tinh sẽ cao hơn tứ cực trụ, cho nên ta có thể lưu lại lạc ấn. Lăng Hàn hiện tại có thể vận chuyển 60 đạo quy tắc thất tinh, hắn vận dụng tất cả và đan vào thành một thanh thần kiếm, hắn bắt đầu khắc lên tứ cực trụ. Nhưng mà không dùng được, tứ cực trụ vô cùng cứng rắn, cho dù quy tắc kiếm cũng không cách nào phá hư. Phải biết, thời điểm Lăng Hàn khởi động tứ cực trụ sẽ tạo thành lĩnh vực tuyệt đối, ngay cả thánh nhân cũng khó đánh xuyên qua, từ đó mang ý nghĩa hắn không thể phá hư. Từ đó tạo thành tuần hoàn không thể phá, thực lực của hắn tăng lên phòng ngự của tứ cực trụ cũng tăng lên, cho nên, hắn vĩnh viễn không có khả năng phá hư tứ cực trụ của chính mình. Ngóa, chẳng lẽ ta chỉ có thể tu tới cửu tinh, lang hàn lắc đầu, hắn xấu hổ, bởi vì hắn biết rõ còn có khả năng tăng lên nhưng hắn cứ như vậy bước vào thánh nhân cảnh, hắn không cam tâm. Đi thử năng lượng hủy diệt một chút, lang hàn quyết định chắc chắn, năng lượng hủy diệt đã ở trạng thái hoàn mỹ, hắn có thể khẳng định, cho dù chuẩn đế không chống cự để hắn oanh kích, bởi vì chuẩn đế cũng phải nuốt hận với năng lực phá hoại của năng lượng hủy diệt còn sợ không thể lạc ấn trên tứ cực trụ hay sao vấn đề là có thể phá hư quá mức hay không cũng đánh gãy cả tứ cực trụ vậy thì chơi lớn rồi lang hàn cẩn thận vận chuyển năng lượng hủy diệt hóa thành một cây châm sau đó lại đâm vào tứ cực trụ hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận loại năng lượng tầng thứ cao này có lực phá hoại quá lớn ông năng lượng hủy diệt đụng phải tứ cực trụ tứ cực trụ tỏa ra hào quang kinh người rằng co với năng lượng hủy diệt lăng hàn có cảm giác nếu hắn cho hai bên va chạm hoặc là cây châm hủy diệt biến mất hoặc là tứ cực trụ tan vỡ không có loại khả năng thứ ba hắn ngừng lại nếu cây châm hủy diệt đứt mất cũng không sao ngược lại không có tổn thất gì nhưng nếu là tứ cực trụ tan vỡ tổn thất sẽ lớn lắm làm sao bây giờ lăng hàn kinh ngạc năng lượng hủy diệt cũng vô công hắn còn có biện pháp nào khác chỉ có thể đột phá thánh vị lăng hàn lắc đầu trước khi thử tất cả biện pháp hắn không nghĩ từ bỏ thế là hắn nằm trên mặt đất tiến hành suy nghĩ hai ngày sau đó hắn nghĩ ra một khả năng cuối cùng tín ngưỡng lực tu đến tôn giả cửu tinh đỉnh phong là có thể sử dụng quy tắc hoặc là tín ngưỡng lực thắp sáng thánh hỏa thành tựu thánh vị nhiên liệu ban đầu của thánh hỏa chính là tứ cực trụ sau khi đốt hết tứ cực trụ thì thánh hỏa sẽ hừng hực tiêu chí đã bước vào thánh vị chân chính như vậy sử dụng tín ngưỡng lực làm bút từ đó có thể tiến hành lạc ấn trên tứ cực trụ có được hay không đến thử một chút tâm niệm lang hàn vừa động sinh linh tại ức vạn vị diện trong cơ thể cùng hưởng ứng từ đó vận chuyển niệm lực yếu ớt cho hắn nhưng vô số niệm lực yếu ớt dung hợp với nhau lại tạo thành lực lượng cường đại nhưng không thành thánh thì không thể gọi là tín ngưỡng lực không có cách gì trợ giúp lang hàn tăng lên chiến lực nhưng lang hàn hiện tại cũng không phải chiến đấu hắn biến lực lượng này thành lưỡi dao sử dụng nó như quy tắc khác lên tứ cực trụ một đao khắc xuống trên tứ cực trụ lập tức xuất hiện một dấu vết mờ mờ có thể thực hiện, lang Hàn vui mừng, mặc dù thật sự có thể khắc lạc ấn cũng không có nghĩa hắn nhất định bước vào thập tinh, nhưng ít ra hắn cũng có cố gắng, hơn nữa cũng có tiến bộ. Tiếp tục, nhiệm lực không ngừng khắc họa, vết tích trên tứ cực trụ dần dần sâu hơn, hơn nữa cũng biến thành phức tạp. Một đạo quy tắc, hai đạo quy tắc, ba đạo quy tắc Lăng Hàn khắc toàn bộ 60 đạo quy tắc của mình lên tứ cực trụ, việc này tiêu hao 17 ngày. Nhưng mà, thời điểm hắn thu bút, cũng không có cảm ứng bất cứ dị trạng gì. Không thích hợp sao? Lăng Hàn không có dao động, hắn lập tức ổn định tâm thần, hắn bắt đầu khắc lên tứ cực trụ thứ hai. Lần này sẽ nhanh hơn, bởi vì hắn có kinh nghiệm. Chỉ 14 ngày sau, hắn đã làm xong, nhưng mà vẫn không có gì trạng sinh ra. Lại đến, lại qua 13 ngày, tứ cực trụ thứ ba cũng khắc xong. Như cũ, vẫn không có gì phát sinh. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, hắn thử lên cái cuối cùng. Bắt đầu, hắn hết sức chăm chú, cũng không có tâm tình tiêu cực. Lại sau 12 ngày, cuối cùng hắn đã khắc xong một cây tứ cực trụ cuối cùng. Còn kém một bút cuối cùng, Lăng Hàn do dự, sau đó niệm lực bắt đầu vạch ra. Được, ông, lập tức, tứ cực trụ đều rung động, sau khi rung động dữ dội, lạc ấn thứ 10 xuất hiện trên tứ cực ấn, quy tắc không ngừng tỏa sáng, oanh, trên đỉnh đầu của Lăng Hàn xuất hiện bốn đạo hào quang. Một đạo sông lên trời, một hướng xuống đất, một đạo bay về phía trước, một đạo bay về phía sau. Thiên, địa, tương lai, quá khứ, trong thời gian ngắn, trong nội tâm lăng hàn hiểu ra hắn như đang tỏa trấn vũ trụ trung tâm của thời gian hắn đưa tay là có thể chạm tới bất cứ ngóc ngách nào trên thế gian quá khứ tương lai đều nắm trong lòng bàn tay oanh khí tức của hắn bắt đầu sôi trào lên cảnh giới đột phá hắn vừa mừng vừa sợ quả nhiên ý nghĩ của hắn cũng không có sai khắc lạc ấn mới lên tứ cực trụ sẽ giúp cảnh giới tăng lên ầm ầm thiên địa hưởng ứng chỉ thấy vô số lôi vân dày đặc đen nghịt hội tụ tới thiên kiếp sắp tới ước vạn năm qua có người nào đánh vỡ cực hạn của tứ cực cảnh hay sao? Đây là hành động vĩ đại vượt thời đại, cho nên ngay cả thiên địa cũng động dung. Quá mạnh, thiên địa muốn giết hắn. Hiu hiu hiu, một đạo nhân ảnh bay vụt tới, lăng hàn dẫn suốt động tính quá lớn, tự nhiên cũng hấp dẫn người chung quanh tới đây. Chủ yếu là, hiện tại mọi người không có việc gì làm. Lăng hàn, hắn đột phá, tê, gia hỏa này sắp thành thánh. Không đúng, thành thánh cũng không có khả năng dẫn thiên kiếp, chỉ là tâm ma mà thôi. Tất cả mọi người là kinh ngạc, thành thánh sẽ tiếp nhận thiên địa khỏa nghiệp, nhưng chỉ là tâm ma mà thôi, mà bây giờ lại là thiên kiếp. Người phạm vào việc ác gì mà làm thiên địa tức giận như vậy? chương năm 1081, bốn vị đại đế. Có thể dẫn động thiên kiếp, tất cả chỉ có hai loại khả năng. Một, phạm phải tội ác tay trời, ngay cả thiên địa cũng không nhìn được, từ đó sẽ dáng thiên kiếp xóa đi. Thứ hai, quá mạnh, vượt ra khỏi cực hạn cảnh giới đối ứng, phá hủy cân bằng, thiên địa cũng dáng thiên kiếp tiêu diệt nhưng cả hai có khác nhau. Cái trước, mặc kệ thực lực của ngươi thế nào, thiên địa sẽ giáng thiên kiếp mạnh nhất chém ngươi, thiên kiếp sau còn mạnh hơn cả cái trước, thẳng tới chém ngươi mới dừng lại. Trên đời này, có ai mạnh hơn thiên đạo, cho dù là đại đế cũng không được, nếu không đại đế sẽ không chết già. Cái sau còn có hy vọng sống, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, thiên địa sẽ thừa nhận ngươi có tư cách mạnh như vậy, sẽ không lại nhầm vào. lang Hàn làm ra tội ác tài trời hay sao? Ngược lại, hắn đối kháng âm phủ, giết không biết bao nhiêu âm hồn, cho nên hắn chỉ có công tích lớn. Cho nên, hiện tại chỉ có thể là cái sau, T, gia hỏa này lại đột phá cực hạn gì mà dẫn tới thiên kiếp. Phải biết, không phải ai cũng có tư cách bị thiên kiếp đánh. Trên thực tế, có thể dẫn tới thiên kiếp đều là thiên tài trong thiên tài, một thời đại không có mấy người. Các thánh nhân khiếp sợ, nguyên nhân chỉ cần lăng hàn có thể vượt qua thiên kiếp mà không chết, khi đó hắn sẽ mạnh hơn rất nhiều, đây là việc không cần nói cũng biết giết, tuyệt đối không thể để hắn thành công. Ân, kẻ này đã đầy đủ yêu nghiệt, nếu hắn thành công đánh vỡ cực hạn nào đó, vậy hắn sẽ mạnh tới mức nào? Đế tử nhìn nhau, tất cả đều giết tới, còn có vài tên thế hệ hoàng kim còn sót lại cũng xông lên, cũng có đế tử thượng cổ, tất cả không quan tâm hành vi dùng nhiều hiếp ít. Oanh, lúc này có một đạo công kích như pháo hoa đánh thẳng về phía lăng hàn. Công kích như vậy, chỉ sợ thánh nhân cửu tinh gặp phải cùng cao mày, sẽ nhượng bộ lui binh. Tiến lên đám người hầu ca đại hắc cẩu nữ hoàng cùng xuất thủ tiến hành chặn đường nhưng bọn họ có bao nhiêu người trong bọn họ không ai bước vào nhị tinh bọn họ làm sao ngăn cản đám người bách lý hào kiệt thạch thiên lộ và đế tử thượng của oanh kích còn tốt lang hàn cũng không phải không có phản ứng hắn thét dài một tiếng phát động phượng dực thiên tường rời đi ngươi trốn không thoát tất cả thánh nhân đế tộc hình thành xu thế vây giết bang lúc này thiên kiếp cũng tham gia náo nhiệt, nó không ngừng dáng công kích lên người lăng hàn. Ông 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 ông, bốn đạo thiểm điện đánh xuống và phân biệt hóa thành bốn người trẻ tuổi. Phổ thân, phổ tôn, vài tên đế tử thượng cổ ngây người, sau khi nhìn bốn người trẻ tuổi kia đã suýt quỳ xuống. Đây rõ ràng chính là phụ thân của bọn họ, đại đế thời kỳ thượng cổ. Không phải bọn họ, không, mọi người nhìn thấy rõ ràng, bốn tên đại đế cũng không phải chân thân, mà là do thiểm điện ngưng tụ thành. Xoát xoát xoát, bốn tên đại đế do thiểm điện tạo thành vây giết lăng hàn bành một quyền mà thôi lăng hàn đã bị đánh bay t bốn tên đại đế chỉ là thánh nhân nhất tinh bình thường thánh nhân nhất tinh căn bản không phải là đối thủ của lăng hàn nhưng đại đế lại khác biệt dù đây chỉ là thiên đạo lấy năng lượng thiểm điện hình thành đại đế về trời linh hồn kết hợp với thiên địa cho nên thiên đạo hoàn toàn có thể hiển hóa đại đế hoàn mỹ đây không phải đại đế lúc trẻ mà là đại đế tu thành đế vị giảm tu vi xuống cho nên tình huống khác nhau đại đế lúc còn trẻ cho dù là các thiên thu cửu dương thánh nhân cũng có thể sánh vai có thắng có thua nhưng từ đế vị giảm tu vi xuống cho dù các thiên thu cửu dương thánh nhân có thúc ngựa cũng không so được dù là chỉ có thể phát huy ra một tia đế uy đó cũng là áp đảo cửu thiên thập địa phía trên huống chi những đại đế thiểm điện này còn nắm giữ ưu thế cảnh giới chính là thánh nhân nhất tinh hơn nữa còn là bốn cái thiên kiếp như vậy, làm sao ngăn cản. Bốn tên đại đế thiểm điện tốc độ nhanh đến kinh người, một người ra quyền thì ba người khác đã đuổi kịp. Dù phượng dực thiên tường là thân pháp đệ nhất thiên hạ thì như thế nào, lăng hàn đang đối mặt với đại đế. Hiu hiu hiu, ba đại đạo bộc phát, ba tên đại đế tiến lên trước mặt lăng hàn, công kích lộn xộn đánh tới. Quá nhanh, lăng hàn vội vàng phát động tứ cực trụ, hắn miễn cưỡng thừa nhận một kích này. Bành bành bành, công kích đánh tới, tứ cực trụ lập tức xuất hiện vết rách, sau đó vỡ vụn dư lực quét qua lang hàn bị đánh bay lần nữa trước mặt bốn tên đại đế thiểm điện lang hàn không có cả sức hoàn thủ mọi người đều trợn mắt há hốc mồm thiên đạo giáng xuống kiếp số như vậy trên đời này có ai gánh nổi trừ phi cũng là đại đế tự chém tu vi mới có khả năng ngang hàng nhưng cũng chỉ là ngang hàng căn bản không có khả năng thắng có đế tử còn muốn nhặt tiện nghi xuất thủ công kích lại thấy có thiểm điện giáng xuống và hóa thành một đại đế công kích hắn lần này cũng không phải là thánh nhân nhất tinh, mà là cửu tinh. Tên đế tử kia không gánh nổi nên bị đánh hóa thành mưa máu. Còn tốt, thánh nhân có thể thích huyết trọng sinh, thiên kiếp cũng không có đuổi tận giết tuyệt, sau khi đánh nổ thì dừng lại, bằng không tên đế tử này sẽ bị thiên kiếp chém giết. Kể từ đó, mọi người đều không dám động, thiên đạo thi phạt, không người nào có thể nhúng tay. Người muốn sánh vai cùng thiên đạo, đây chính là đại bất kính, hồng liên thánh hoàng, kim đỉnh tổ vương, bích lạc tổ vương, Thiên Linh Đại Đế, mọi người cùng nói ra tục danh của bốn đại đế, mang theo thành kính và tôn kính. Mỗi một tên đại đế đều là người mạnh nhất trấn áp thời đại, tuyệt đối phải tôn trọng. Hiện tại, bốn đại đế chỉ có tu vi thánh nhân nhất tinh nhưng lực lượng và quy tắc có thể áp chế Lăng Hàn, hơn nữa còn là bốn người liên thủ, Lăng Hàn làm sao ngăn cản? Chết chắc, ha ha, lại có thiên kiếp như vậy, có ai sống sót chứ? Cực hạn thiên địa dễ dàng đột phá như vậy sao? Đám thánh nhân cười lạnh. Không nghĩ tới bọn họ làm thế nào cũng không thể giết Lăng Hàn, cuối cùng Lăng Hàn lại chết dưới thiên kiếp. Nghĩ lại cũng châm chọc, vì sao Lăng Hàn lại bị thiên đạo nhằm vào? Quá yêu nghiệt, Lăng Hàn yêu nghiệt mới biến thành cây đinh trong mắt đế tộc, bởi vì hắn không chết, cơ hội người khác thành đế nhỏ đến thương cảm, thế nhưng nguyên nhân quá yêu nghiệt lại bị thiên đạo chém dụng. Làm sao không châm chọc, nhưng mọi người không thể không bội phục, dạng yêu nghiệt như vậy mới thật sự khủng bố thành tựu như thế, chẳng những xưa nay chưa từng có, có lẽ sau này không ai có. Làm sao bây giờ, lần này làm sao bây giờ, đại hắc cầu cũng không thể bình tĩnh, nó không ngừng bứt dâu. Trước kia, cho dù thế nào thì nó cũng tin tưởng vào lăng hàn. Nhưng lần này đã khác, bốn tên đại đế, có thể thành đế, có người nào không phải mạnh nhất thời đại. Hiện tại bốn tồn tại vô địch liên thủ chém giết một mình lăng hàn, lăng hàn cản như thế nào? Ai có lòng tin chứ? Nữ hoàng, hổ nữ cùng trì mộng hàm càng lo lắng, các nàng nắm chặt tay, nếu không phải thiên kiếp không người nào có khả năng giúp đỡ, các nàng khẳng định sẽ xông lên. Làm sao bây giờ, chương năm hai, bại thiên kiếp. Muốn nói ai ôm lòng tin vào lăng hàn thì đó nhất định là chính hắn. Hắn ôm tâm thành đế, hắn cho rằng mình không bằng các đời đại đế. Nói giỡn, trên thực tế, hắn thành tựu tới hiện tại đã hơn xa đại đế năm đó nếu không phải bốn tên đại đế thiểm điện trước mắt nắm giữ một tia đế uy, cho dù là thánh nhân nhất tinh thì như thế nào, Lăng Hàn hoàn toàn có thể chảm chết. Thật sự cho rằng ta sợ các ngươi hay sao? Lăng Hàn hét lớn một tiếng, hắn lập tức phản kích. Hắn hiện tại đã là tôn giả cửu tinh, một kích của hắn có thể đánh ra 60 đạo quy tắc thất tinh đan vào nhau, tương đương với 6 đạo quy tắc bát tinh, đây là chiến lược mạnh cỡ nào. Trước đó đã có người phỏng đoán, thời điểm hắn đạt tới tôn giả cửu tinh thì có thể ngang hàng với thánh nhân tứ tinh ngũ tinh, kỳ thật đã đánh giá thấp, từ chiến lực thấp nhất mà tính, hắn thậm chí có thể ngang hàng thánh nhân lục tinh. Đương nhiên, bây giờ còn có lục tầm, Thạch Thiên Lộ là con của đại đế xuất hiện, chiến lực vượt xa cùng thế hệ, đây lại là chuyện khác. Dạng tôn giả này, thiên hạ còn tìm ra người thứ hai hay sao? Lăng Hàn vận chuyển năng lượng hủy diệt ngạnh kháng với bốn đại đế. Bành, hắn bị Hồng Liên Thánh Hoàng đánh bay, nhưng sau khi đánh ra một quyền này, thân thể Hồng Liên Thánh Hoàng ảm đạm một ít năng lượng hủy diệt không có gì không diệt ngươi là thiên đạo biến thành thì như thế nào vẫn có thể hủy hoại ngươi khác nhau chính là trình độ nặng nhẹ nếu thật bị hắn phá diệt chí ít cũng phải đấm cả ngàn quyền a wow, lăng hàn phun máu tươi đây chính là ngạnh kháng đại đế nắm giữ một tia đế uy chuyện này quá đáng sợ chỉ thấy thể phách cường đại của lăng hàn xuất hiện vết dạn nứt có máu tươi tuôn ra đây là chiến đấu không công bằng đại đế cường đại cỡ nào thiên hạ không người nào có thể sánh vai Lăng Hàn không thể không lấy hỗn độn cực lôi tháp ra, chỉ có tứ cực trụ cũng ngăn không được bốn vị đại đế điên cuồng oanh kích. Hắn nhìn một chút, còn tốt, hỗn độn cực lôi tháp không có gia tăng uy lực của thiên kiếp. Rất đơn giản, hỗn độn cực lôi tháp đã được Lăng Hàn từ đầu, cũng không phải là người ngoài tham dự, nó được xem là một bộ phận của Lăng Hàn, cho nên lấy ra cũng không vi phạm quy củ của thiên kiếp. Bang, 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 nhưng lấy ra hỗn độn cực lôi tháp cũng vô dụng, đại đế quá mạnh, tay không cứng rắn ngăn cản mẫu kim, đánh cho hỗn độn cực lôi tháp bay loạn lực phản chấn lại làm lang hàn tổn thương nhưng không có thảm như bị đánh chúng trực tiếp lang hàn cũng không phải chỉ bị đánh hắn còn phản kích năng lượng hủy diệt đánh chúng sẽ làm đại đế tổn thương hắn nhắm vào hồng liên thánh hoàng mà oanh khích tổn thương năm ngón tay còn không bằng chặt một ngón tay a wow, hắn phun máu tươi trên người hắn đều là máu tươi thương thế càng nặng hơn nhưng đối ứng với nhau thân ảnh hồng liên thánh hoàng càng ngày càng ảm đạm không đế tử đào khản không tin nổi nhìn phụ thân của mình bị lăng hàn đánh bại, cho dù chỉ là thiểm điện ngưng tụ thành hình người. Đã là đại đế, cho dù ở tình huống nào cũng bất bại mới đúng. Với hắn mà nói, chuyện này không khác gì thiên địa hủy diệt. Nhưng hắn gào lên có thể làm được gì. Vào lúc này, Hồng Liên Thánh Hoàng đã ảm đạm đến mức không nhìn thấy, hắn lại đánh ra một trường, thân thể của hắn đã biến mất. Tất cả mọi người gật đầu, những đại đế này là thiểm điện biến thành nơi phát ra, lực lượng cũng là thiểm điện, mỗi ra một kích đều có tiêu hao, thì thật không cần Lăng Hàn phản kích, cứ đánh như thế, bốn thiểm điện sẽ biến mất. Như vậy Lăng Hàn không cần phản kích, chỉ cần cố thủ chờ đại đế thiểm điện biến mất là được. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, mọi người lắc đầu, chỉ thủ không công, vậy thì cứ chờ bị đánh chết đi. Lực công kích của đại đế cuồng bạo cỡ nào, chỉ thủ không công. Ha ha, người nói đùa rồi. Sau khi giải quyết Hồng Liên Thánh Hoàng, Lăng Hàn cảm thấy áp lực nhẹ đi rất nhiều hắn bắt đầu nhìn chằm chằm vào kim đỉnh tổ vương và ra tay lấy thương đổi thương nếu như đối thủ thực sự là đại đế biến thành lăng hàn không có khả năng làm như vậy nguyên nhân chân chính là đại đế sẽ biến hóa công kích thứ hai cũng sẽ chữa thương cho nên không cần lo lắng năng lượng hao hết nhưng bây giờ nha ha ha sau khi trả cái giá lớn là tổn thương một cánh tay kim đỉnh tổ vương cũng bị đánh tan sắc mặt thạch thiên lộ đầy âm trầm khốn kiếp mặc dù không phải lão tử chân chính của hắn nhưng ở trong lòng của mọi người chỉ sợ đều cho rằng lăng hàn đánh bại kim đỉnh tổ vương cấp bậc thánh nhân nhất tinh đại đế vô địch một đời bây giờ lưu lại vết nhơ trên tay lăng hàn thạch thiên lộ không thể nhịn được nhưng mà thiên kiếp không cho phép nhúng tay hắn chỉ có thể ngồi xem lăng hàn lại đánh bích lạc tổ vương mất đi một đại đế áp lực của hắn càng nhẹ nhưng không đại biểu chiến đấu sẽ dễ dàng ngược lại lăng hàn bỏ ra cái giá lớn là một cái chân cuối cùng hắn cũng mải chết bích lạc tổ vương sắc mặt thánh nhân hàn ra đầy khó coi Đại đế nhà mình cũng bị chém, bọn họ cảm thấy khí vận của Bích Lạc đế tộc đã gọt đi một tầng. Cuối cùng, Thiên Linh đại đế, Lăng Hàn dùng hết sư lực, chiêu chiêu liều mạng với Thiên Linh đại đế. Hắn kéo không nổi, thương thế quá nặng, có điều qua trăm chiêu, thân hình Thiên Linh đại đế cũng run rẩy, sáng tối chập chờn. Năng lượng của hắn cũng phải hao hết, cũng sắp hóa đạo về trời. Lăng Hàn tiếp tục cường công, rốt cuộc hắn cũng xử lý Thiên Linh đại đế. Đương nhiên thánh nhân trình ra không vui sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trên bầu trời, lôi vân biến mất, thiên kiếp qua đi, sát ý của các thánh nhân bộc phát, thiên kiếp như vậy cũng không thể xử lý lăng hàn. Quá yêu nghiệt, giết, bọn họ loa tới chém giết, hiện tại là cơ hội tốt nhất chém giết lăng hàn. Đừng xuất thủ, lăng hàn dùng thần thức truyền âm với đám người hầu ca, chính mình trực tiếp phát động phượng dực thiên tường chạy trốn. Nếu đám người nữ hoàng xuất thủ, bọn họ chỉ chịu chết mà thôi. Dù sao ô án hiện tại còn một cái chân, đôi cánh mở ra không bị hạn chế tốc độ, tốc độ của hắn lao đi cực nhanh. Các thánh nhân đuổi theo một hồi nhưng lại không thể không dừng lại. Đuổi không kịp, Lang Hàn nắm giữ lực lượng thánh cấp đã không phải bọn họ có thể chém giết. Bằng không thì cửu dương thánh địa trọng lập, những đế tộc này sẽ ngồi nhìn. Không phải bởi vì Lang Hàn khó giết nên không thể không nhịn sao. Lang Hàn thoát khỏi các thánh nhân, hắn vội vàng tìm nơi chữa thương. Lần này, hắn thật sự bị thương rất nặng. vì anh sát bốn tiềm điện đại đế hình người, hắn bỏ ra hai cánh tay, một cái chân trả giá, mặc dù trong tay hắn có thánh dược, có thể để gãy chi phục sinh, nhưng bị thương nặng như vậy, từ đó tạo thành đả kích bổn nguyên của hắn rất lớn. Còn tốt, trước đó giết vô số âm hồn, thiên địa bổ sung bản nguyên cho ta, bằng không thương thế sẽ khó mà khôi phục. Lăng Hàn vận chuyển thập tu thuật, lại phối hợp đại dược để khôi phục nhanh chóng. Hắn vùi chính mình vào lòng đất, nơi này có khí thức nữ đế tràn ngập, thánh nhân không có khả năng phóng thích thần thức ra ngoài, cho nên, Trừ phi những thánh nhân này đào đất tìm kiếm, bằng không hắn rất an toàn. chương năm 1983, đế binh xuất hiện. Hắn vùi xuống đất ba năm, thương thế của lăng hàn quá nặng, hắn cần chữa thương ba năm mới khỏi, hơn nữa đây đã là tốc độ cực nhanh. Bành, hắn phá đất bay ra ngoài, hai tay và chân trái đã mọc trở lại, chỉ có làn da như ngọc thạch, có cảm giác ôn nhuận như da nữ tử. Hiện tại, ta mới thật sự đạt đến tôn giả thập tinh. Lăng hàn huy động cánh tay, oanh lực lượng đáng sợ vang vọng, 70 đạo quy tắc thất tinh bộc phát. Hắn hiện tại, về mặt sức mạnh hắn đã đạt tới thánh nhân nhất tinh, không cần tiếp tục đánh với thánh nhân nhất tinh mà gặp bất lợi, rõ ràng chiến lược chiếm ưu thế nhưng lại bị đánh ngã trái ngã phải. Đương nhiên, so với thánh nhân nhị tinh tam tinh, lực lượng của hắn vẫn không kịp. Không việc gì, lực lượng với thánh nhân chỉ là thứ yếu, quy tắc mới là vương đạo. Không biết tình huống thế nào, lang hàn thì thào, thân hình khẽ động, hắn tìm kiếm trên mặt trời bị dập tắt này, Muốn biết tình huống mới nhất ở đây. Sau khi đi một vòng, hắn phát hiện viên tinh thể này vẫn như cũ, cũng không có tình huống đặc thù phát sinh. Thời gian còn chưa tới sao? Nhưng vừa vặn, Lăng Hàn tiếp tục luyện đan, hắn còn có một ít tiên khí chưa luyện hóa. Thấm thoát lại một năm qua đi, Lăng Hàn đã luyện tất cả tiên khí thành đan dược, chỉ cần luyện hóa toàn bộ, tu vi của hắn sẽ đạt tới thập tinh hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong còn kém một chút. Hiện tại muốn tăng lên còn khó hơn lên trời. Lăng Hàn cảm thán tiên khí ở nơi này dễ lấy hơn nhiều, hắn lưu tại nơi này cũng không lãng phí thời gian, trong nơi xa, Tống Lam còn đang hấp thu tiên khí thay hắn, mặc dù số lượng không nhiều nhưng có còn hơn không. Hắn lặng lẽ tìm đám người nữ hoàng, mọi người tụ hợp và nói đến chuyện thiên kiếp giáng lâm, mọi người vẫn vẫn nghĩ mà sợ. Thời gian nửa năm trôi qua, biến hóa vẫn phát sinh. Từ Trúc Lâm bắt đầu biến mất, trước đó khuếch trương đến toàn bộ tinh thể, hiện tại rừng Trúc thu nhỏ còn một khu vực nhỏ mà thôi. Rừng Trúc vừa lui, mọi người tự nhiên cũng phát hiện biến hóa ồ oh, bọn họ phát hiện dương dịch hoàn lục tầm và các đế tử sa đỏa đã bắt đầu xuất hiện tại nơi này từ lúc nào các ngươi tới làm cái gì bách lý hào kiệt mở miệng giọng nói mang theo chất vấn cũng chỉ có những con của đại đế như hắn mới nói thế thế hệ hoàng kim không đáng chú ý trước mặt lục tầm nữ đế cổ tàng người có duyên có được lục tầm từ tốn nói hắn không yếu khí thế trước mặt bách lý hào kiệt các ngươi cũng xứng thạch thiên lộ nói hoàn toàn không nể mặt mũi. Con của đại đế, có người nào không phải ngạo khí ngập trời. Hắc hắc, cùng là con của đại đế, người có gì mà kiêu ngạo. Một tên thanh niên áo bảo đen đứng dậy, trường bào có hoa văn màu đỏ rực. Ngươi là ai? Thạch thiên lộ thản nhiên nói. Con của hỏa vân tổ vương, lâm động. Thanh niên áo bảo đen thản nhiên nói. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, hỏa vân đế tộc. Hỏa vân đế tộc không đã có truyền thừa sao? Tại sao lại xuất hiện đế tử sa đoạc? sau yêu lang đế tộc, hắc quỷ đế tộc lại xuất hiện thêm đế tử sa đọa Từ đó có thể nhìn ra một ít thứ gì đó. Nguyên nhân cho dù là yêu lang đế tộc, hắc quỷ đế tộc hay là hỏa vân đế tộc, bọn họ đều có đế tử thượng cổ thức tỉnh, nguyên nhân căn bản không tồn tại. Đã sớm sa đọa bọn họ đã sớm cấu kết với âm phủ. Cho nên, giống mấy người kim đỉnh đế tộc, tử vi đế tộc, mặc dù đế tử bị giết thì giết, phế thì phế, nhưng đế tử thượng cổ vừa xuất thế vãn hồi xu thế suy tàn, chỉ ít đến bây giờ, những đế tử đã đứng đầu. Đám người lăng hàn, đinh thụ không thể ngang hàng, nhưng đế tộc có đế tử xa đọa thì thảm rồi, đế tử thượng cổ đứng ở mặt đối lập, bây giờ đối mặt, làm sao chịu nổi. Đến chiến, thạch thiên lộ giết ra ngoài, cũng kịch chiến với lâm động. Hai đế tử thăm dò ngắn ngủi, sau đó bọn họ lập tức bộc phát chiến lực hoàn toàn, bọn họ muốn đánh bại đối phương. Chuyện này có ý nghĩa quá lớn, trừ thời kỳ thiên địa sơ khai cổ xưa nhất, có rất nhiều thần thú cùng tồn tại, sau đó một thời đại chỉ có một đại đế cái gọi là đế không thấy đế đại đế như thế đế tử cũng như thế trên lý luận không có cơ hội giao thủ với nhau nhưng thái cổ nguyên nê xuất hiện lại biến thứ không có khả năng thành có khả năng hiện tại hai con của đại đế giao thủ từ ý nghĩa nào đó là hai vị đại đế cách một thế hệ chiến đấu với nhau oanh 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 nhưng những con của đại đế này bị phong ấn tới thời đại này tranh đoạt cơ duyên có người nào không phải kỳ tài ngất trời bởi vậy đế tử kịch chiến không ai thua kém ai cũng khó mà phân ra cao thấp mà cùng lúc đó rừng trúc đang co lại cuối cùng biến thành một cây trúc dài hai trượng ánh sáng màu xanh lục tỏa ra khắp nơi oanh uy thế chấn động đáng sợ bộc phát đám người thạch thiên lộ cùng lâm động đều dừng tay đây là đế uy mọi người ngưng mắt nhìn cây trúc kia trong truyền thuyết thanh trúc nữ đế rút ra một đoạn tự thân ra đúc thành đế binh chẳng lẽ là cây trúc này sao đế binh dù nơi này đều là đế tộc hơn nữa không thiếu con của đại đế thời điểm nhìn thấy đế binh bọn họ còn lộ ra vẻ mặt kích động đây là binh khí của đại đế dù đế tộc đã có đế binh nhưng đó là thuộc về tộc đàn cũng không phải của cá nhân hiện tại đây là nữ đế truyền thừa vật vô chủ có được là sở hữu của mình độc hưởng đế binh có khác gì đại đế cho nên có được đế binh không chỉ gia tăng thực lực hơn nữa còn đại biểu cho thiên mệnh sở quy khí vận sở chung lập tức có cường đại thánh nhân phóng lên phía trước có thánh nhân cửu tinh cũng giống như con của đại đế như bách lý hào kiệt bọn họ vừa xông lên vài bước đế uy tràn ngập làn da bọn họ nứt ra máu tươi chảy dài thân thể bọn họ chậm lại ở trước mặt đế binh có ai nguyện ý từ bỏ bọn họ còn tiến lên phía trước nhưng thánh nhân mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể tiến lên mấy bước sau đó chân không bước nổi đế uy tràn ngập quá kinh khủng lại tiến lên phía trước sẽ bị ép nổ tung mặc cho ngươi là thánh nhân thì như thế nào ở trước mặt đế uy cũng như cặn bá không được, như thế không thể thu được, quay về gia tộc mời đế binh. Hiện tại đế binh không thể mang theo tùy thân, nguyên nhân là do có âm hồn xâm lấn, toàn bộ nhờ đế binh chống đỡ, nếu bằng sẽ không thể thể ngăn được bước chân của khô lâu thánh binh. Bởi vậy, đương nhiên đế binh vẫn nằm ở tiền tuyến, nhưng vì lấy được đế binh, bất cứ ai cũng nguyện ý tạm thời điều đế binh tới. Đây là bảo vật chân quý nhất trên đời, lập tức, có vài tên thánh nhân xé mở hư không rời đi, lần rời đi này nhiều nhất là một tháng. Lăng Hàn đang suy nghĩ, đế binh chính là thủ đoạn do nữ đế bố trí sao? Không có khả năng, đại đế nào không có đế binh, cho nên muốn nói lưu lại một kiện đế binh có thể giải quyết đại cơ nguy cơ của thời đại này, đó là chuyện không có khả năng. Chương 5084, cửa đá. Lăng Hàn không có đi nếm thử, rất rõ ràng, đế binh đã phát huy, mặc dù chỉ tỏa ra một ít đế khí nhưng không có bất cứ thánh nhân nào có thể ngang hàng. Hắn đi trên mặt trời dập tắt muốn phát hiện thứ gì đó hắn lại không tìm được chừng một tháng đã có thánh nhân mang đế binh trở về người quay về đầu tiên là huyết diễm đế tộc hắn cầm theo thiên đao màu đỏ đó chính là đế binh của huyết diễm tổ vương năm đó đã dùng qua oanh do thánh nhân điều động đế uy tỏa ra ngập trời đám người lăng hàn vội vàng rút lui nếu như người huyết diễm đế tộc nhân cơ hội công kích đế uy đánh tới có ai có thể ngăn cản không thể không đề phòng tiểu nhân nhưng mà huyết diễm đao thức tỉnh thì cây trúc xanh biếc cũng thức tỉnh, cũng tỏa ra đế uy cuồn cuộn. Thánh nhân của huyết diễm đế tộc dùng đế binh thủ hộ và đi về hướng cây trúc. Nhưng hắn chỉ có thể tiến lên một nửa và không thể tiếp tục. Đế binh quá mạnh, hắn không thể tiến thêm nửa bước. Chuyện này làm tất cả mọi người cao mày, đã xuất động đế binh nhưng không thể thu lấy. Vậy làm sao bây giờ? Sau gần nửa ngày, lại có thánh nhân mang theo đế binh đến. Đây là nghiêu ma đế tộc hai nhà mang theo đế binh thương lượng một chút, quyết định cùng nhau liên thủ lấy nữ đế truyền thừa. Trước tiên thu xong lại nói, về phần sau này phân phối thế nào là chuyện sau đó, dù sao cũng phải lấy xong mới đàm luận với nhau. Bọn họ đều cho đế binh thức tỉnh, sau đó lại tiến lên. Thúy Trúc lập tức tự động thức tỉnh, đồng thời tràn ngập đế uy đối kháng hai đế binh. Hai trọi một, Thúy Trúc khẳng định sẽ rơi vào hạ phong, nhưng đế binh sau khi thức tỉnh giống như một đại đế, chỉ cần đế uy không diệt, thánh nhân có thể thu lấy hay sao? Chuyện này làm mọi người cảm thấy bất đắc dĩ. Ban đầu nghĩ có thể dùng hai kiện đế binh đi mài một kiện đế binh, khẳng định có thể làm năng lượng của cây trúc hao hết, sau đó thu lấy rất dễ dàng. Nhưng mà, năng lượng trong thú trúc gần như vô cùng vô tận, làm sao có thể tiêu hao hết chứ? Chuyện này cũng làm mọi người thán phục đại đế cường đại, đã bố trí cả ức vạn năm trước nhưng còn trâu bò như vậy. Càng ngày càng nhiều thánh nhân mang theo đế binh trở về, tình huống giống nhau, đế binh thức tỉnh thật đáng sợ, căn bản không phải thánh nhân có thể thu lấy đế binh không thể luôn luôn lưu ở nơi này tiền tuyến không có đế binh chấn áp khô lâu thánh binh sẽ không có đối thủ cho nên nếu mời ra đế binh cũng vô dụng các thánh nhân cũng mang đế binh trở về nữ đế truyền thừa ở trước mặt không ai muốn từ bỏ rốt cuộc phải như thế nào mới có thể thu lấy lại qua mấy ngày sau đột nhiên mặt trời bị dập tắt rung động mạch sau đó ở phương xa xuất hiện cánh cửa đá thật to a à, mọi người nhìn đế binh ở nơi này lại nhìn cửa đá xa xa trong thời gian ngắn không biết nên lựa chọn như thế nào dị biến sinh ra nói không chừng đây chính là cơ hội tốt thu lấy đế binh nhưng cũng có khả năng cửa đá phía trước mới là mấu chốt thì sao lang hàn không chút do dự hắn dùng thần thức truyền âm với đám người hầu ca nữ hoàng sau đó hắn hành động đầu tiên nếu như nữ đế nguyện ý vì tiện đặt đế binh ở nơi này vậy bọn họ đã sớm đạt được hiển nhiên không có khả năng cho nên mấu chốt khẳng định nằm ở cửa đá vừa xuất hiện có rất nhiều ôm suy nghĩ giống như hắn bọn họ cùng lao tới tốc độ của thánh nhân nhanh cỡ nào cho dù đế uy áp chế không thể dùng toàn bộ tốc độ bọn họ cũng chỉ đi vài bước là tới trước cửa đá cửa đá khổng lồ nhưng chỉ cao trăm trượng cửa đá cổ điển tỏa ra khí thức hồng hoang cửa đá đóng chặt nhìn từ hai đầu trên cửa vô cùng bằng phẳng cũng không có khắc đồ án gì đặc biệt lập tức có một tên đế tử đi ra hắn tới trước cửa đá và đẩy hả hắn đẩy nhưng cửa đá không nhúc nhích cái này khiến mọi người giật mình đây chính là tên thế hệ hoàng kim mặc dù võ đạo thiên phú đã không thể gọi là mạnh nhất nhưng như cũ thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc hắn thế mà không thể đẩy ra cửa đá cái này hơi cường điệu quá chẳng lẽ phải xuất động đại đế sao tên thế hệ hoàng kim hét lớn một tiếng bỗng nhiên vận chuyển toàn lực ầm ầm cửa đá lập tức phát ra tiếng nổ vang sau đó nó bị đẩy ra lúc lực đẩy đạt tới mức độ nhất định chỉ thấy tên thế hệ hoàng kim kia biến mất hắn tiến vào và biến mất không thấy gì nữa cửa đá vẫn đóng chặt như cũ, giống như chưa phát sinh chuyện gì. Là phúc hay là hỏa, có lẽ, sau khi đi vào sẽ đạt được nữ đế truyền thừa, nhưng có lẽ ở trong đó lại ẩn chứa sát cơ tuyệt thế, kẻ đi vào sẽ phải chết. Đi, Lăng Hàn nói, hắn cũng không tin tưởng nữ đế bỏ ra nhiều công phu bố trí như vậy chỉ vì chôn giết bọn họ qua ức vạn năm sau. Hầu ca và đám người nữ hoàng cũng đuổi kịp, Lăng Hàn đi lên đẩy cửa, oanh, lực lượng mạnh mẽ phun trào, cửa lớn lại không nhúc nhích chút nào lúc này lại lúng túng lăng hàn vận chuyển quy tắc lần này cửa đá phát ra âm thanh và mở ra hắn thở ra thì ra là cần dùng tới quy tắc lực lượng thánh cấp không đủ lúc hắn đẩy cửa đá tới mức nhất định hắn cảm thấy một lực lượng kéo hắn đi lực kéo vô cùng cường đại cũng kéo hắn vào trong cửa đá a à, hắn tiến vào một thông đạo có ánh sáng màu xanh nhưng phía trước cũng không nhìn thấy tên thế hệ hoàng kim hắn nhìn ra phía sau lại không thấy cửa đá hắn hiểu ra đẩy cửa đá ra hắn tiến vào một phiến thiên địa khác cho nên nơi này mới có nữ đế truyền thừa chân chính lăng hàn chờ một chút hắn lại không nhìn thấy nữ hoàng hầu ca hay bất cứ kẻ nào khác theo lý mà nói đám người nữ hoàng sẽ không do dự và tiến vào theo cho nên lăng hàn có thể khẳng định mỗi người tiến vào một thông đạo độc lập nữ đế khảo nghiệm nghĩ tới đây lăng hàn không do dự hắn tiến lên phía trước ông mới đi một bước hắn cảm thấy phía sau có ánh sáng sau đó ngưng tụ thành một nhân thể. Người này hoàn toàn thấy không rõ dung mạo, sau đó hắn tấn công Lăng Hàn. Oanh, một quyền mang theo khí thế hùng hổ, nhưng Lăng Hàn không đặt trong lòng, nguyên nhân chỉ là một tên tôn giả, một kích có thể đánh ra 20 đạo quy tắc thất tinh, cũng có thể xưng hùng trong tôn giả. Nhưng mà, người này lại đối mặt với Lăng Hàn, Lăng Hàn không có xuất thủ, tâm niệm vừa động, một đạo niệm lực đánh tới, ba, người này bị chém thành hai đoạn và biến mất. Hắn tiếp tục đi tới, xeo, lại một hình người xuất hiện, vẫn là tôn giả cấp, nhưng một kích có thể đánh ra 30 đạo quy tắc thất tinh. Quy tắc không có đan vào nhau, cho nên không thể phát huy chiến lực vượt cấp, bởi vậy, 30 đạo thì thế nào, Lăng Hàn có thể tùy ý đánh tan. Tiếp tục tiến lên, người thứ ba xuất hiện, lần này, một kích có thể đánh ra 40 đạo quy tắc. Cũng không dùng được, Lăng Hàn không ngừng bước, chỉ cần là chiến lược tôn giả, mặc người mạnh hơn, nữa cũng bị hắn chân áp. Trường 5085, xua đuổi. Tình huống cuối cùng chính là hình người kia đánh ra một kích 99 đạo quy tắc thất tinh đã phát sinh biến hóa. Bởi vì chiến lực đã đạt tới thánh nhân nhất tinh, chất lượng không kịp, số lượng bù vào, nhưng lăng hàn mỗi 10 đạo quy tắc cấp thấp có thể chống đỡ một đạo quy tắc cấp cao. Thánh nhân nhất tinh, ở trước mặt lăng hàn vẫn không đủ phân lược, đối với chiến lực cấp tôn giả mà nói, đừng nói là thánh nhân nhất tinh, cho dù là thánh nhân nhị tinh thì thế nào. Lăng hàn búng tay một cái, ba, hình người bị đánh nát. Thông qua dễ dàng, tiếp tục tiến lên một bước ông ánh sáng biến hóa lần này cũng không phải là tôn giả mà là thánh nhân chân chính cấp bậc nhị tinh thì tính sao lang hàn tiện tay đánh nát không ngừng bước nhưng hình người càng ngày càng mạnh từ nhị tinh tăng lên tam tinh tam tinh lên tứ tinh mỗi khi tiêu diệt một cái hình người tiếp theo sẽ mạnh hơn sau khi xuất hiện thánh nhân thất tinh lang hàn cũng phải đối đãi nghiêm túc ở phương diện quy tắc đối thủ đã không kém gì hắn nhưng lang hàn còn có năng lượng hủy diệt còn có tứ cực trụ, còn có sát khí xung kích, thậm chí còn có một kiện chuẩn đế binh, có thể gia tăng chiến lực của hắn lên mấy tinh. Nhiều lắm chỉ lãng phí một ít tay chân, lang Hàn vẫn quét ngang và cường thế tiến lên. Thánh nhân bát tinh, diệt, sau đó, thánh nhân cử tinh hiện, đương nhiên, dạng thánh nhân cử tinh này quá yếu, ở trong hiện thực, có thể xông lên thánh nhân cử tinh, có người nào nắm giữ chín quy tắc bát tinh. Đây là đại đế hiển hóa, cho nên thực lực tăng lên từng bước, có thể hiểu. Đối mặt thánh nhân cửu tinh, Lăng Hàn cũng cố hết sức. Bị hai đạo quy tắc áp chế. Hơn nữa, Lăng Hàn trung quy không phải thánh nhân chân chính, trời sinh đã lâm vào thể yếu. Hắn không thể không vận dụng hỗn độn cực lôi tháp mài chết đối thủ. Sau đó thánh nhân thập tinh, không không không, không có cấp độ võ đạo như vậy, vẫn là thánh nhân cửu tinh, số lượng quy tắc từ 9 tăng lên 10 mà thôi. Tranh lệch một đạo quy tắc, chiến lực khác nhau rất lớn. Lăng Hàn vô cùng phí sức, liều mạng khổ chiến sinh ra vết thương trồng chất, cuối cùng hắn cũng đánh chết đối thủ. Hắn thở ra, sau đó hắn ngồi xuống và vận dụng thập tu thuật khôi phục thương thế. Lần ngồi xuống này trải qua thời gian hai ngày, còn tốt, chỉ cần hắn không động sẽ không có hình người xuất hiện. Hắn vươn người đứng dậy, chiến ý hừng hực, lại đến, hắn tiến lên trước một bước, quả nhiên, hình người mới lại xuất hiện, một kích mang theo 11 đạo quy tắc bát tinh. Lăng Hàn chống đỡ, lần này áp lực quá lớn, Thực lực nghiền ép quá mạnh, hắn không thể làm gì. Hắn không thể không lui, ngay sau đó hình người biến mất. Sau khi khôi phục một chút, Lăng Hàn lại tiến lên, hình người xuất hiện. Đánh không lại, Lăng Hàn chỉ lui lại, ba phen mấy bận, hình người 11 đạo quy tắc bát tinh đã biến thành chướng ngại của Lăng Hàn, không ngừng trở ngại hắn tiến lên, hắn không thể đột phá. Lăng Hàn không tiếp tục thử nghiệm nữa, trước khi thực lực của hắn tăng lên, hắn căn bản không có khả năng ngang hàng. Cho nên hắn chỉ có thể dừng ở đây đây là vượt ải thất bại sao nếu không tại sao không có giọng nói hay cái gì xuất hiện nói với hắn chút gì đó nhưng ở nơi này chỉ có yên tĩnh xảy ra chuyện gì hả lăng hàn chú ý tới thông đạo ánh sáng ảm đạm đây không phải ảo giác lại qua một ngày thông đạo đã tối lại lăng hàn suy nghĩ chẳng lẽ có đếm ngược đến trước khi thông đạo tối hẳn khi đó vượt ải sẽ kết thúc mà thành tích cũng được tổng kết việc này được quyết định bởi năng lực chiến đấu vượt cấp mà lang hàn tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ cho dù đại đế phục sinh cũng phải đứng sang bên cạnh như vậy ta khẳng định là đệ nhất nếu nữ đế dự cảm có tương lai đáng sợ hẳn là bây giờ âm phủ xâm lấn cho nên muốn hóa giải nhất định phải bồi dưỡng ra một vương giả vô địch năng lực vượt cấp của ta mang ý nghĩa cho dù ta ở cảnh giới nào ta cũng có thể quét ngang cùng dai cứ thế suy tính ra ta sẽ được chọn nhưng ta không biết nữ đế có bố trí hậu chiêu gì lang hàn hiếu kỳ nhưng bây giờ hắn chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Mỗi một ngày qua đi, thông đạo sẽ tối đi một chút, vào ngày thứ 14, thông đạo đã tối hẳn. Qua một ngày nữa, Lăng Hàn cảm thấy tầm mắt sáng ngời, hắn xuất hiện trên mặt trời dập tắt và đứng trước ví trúc đế binh. Ở bên cạnh hắn có thế hệ Hoàng Kim tiến vào từ sớm. Lúc nhìn thấy hắn, tên thế hệ Hoàng Kim kia lúng túng, sau đó gật đầu và cười với hắn. Lăng Hàn cũng cười một tiếng, đây là đế tử thánh thiên đế tộc, trước kia không có thủ oán với hắn, bởi vậy, mặc dù hắn không nhiệt tình với đối phương nhưng cũng không đến mức ác ý thậm chí xuất thủ đả thương người một lúc sau hầu ca nữ hoàng cũng xuất hiện quả nhiên thời gian mỗi người khiêu chiến đều là giống nhau kể cả thứ tự và trình tự khi càng ngày càng nhiều đế tử xuất hiện ánh mắt thật nhiều người đều nhìn lên lăng hàn hiện tại mọi người tự nhiên đều biết cửa đá khảo nghiệm cái gì mà nói đến năng lực khiêu chiến vượt cấp ai có thể hơn được lăng hàn như vậy nữ đế truyền thừa sẽ bị lăng hàn cầm đi phải biết, thanh trúc nữ đế làm ra bố cục đặc biệt như vậy, cho nên, truyền thừa của nàng tuyệt đối không chỉ là đế binh, đế kinh, khẳng định còn có bảo vật, bằng không làm sao hóa giải vạn cổ đại nạn. Những bảo vật này đều thuộc về lăng hàn, ngóa, gia hỏa này đã đủ yêu nghiệt, còn muốn mạnh hơn. Những người khác còn lăn lộn thế nào, xử lý hắn, ít nhất cũng phải đuổi hắn đi, đế tử nhìn nhau. Cho dù là đế tử xa đọa như Dương Dịch Hoàn cũng lộ ra uy nghiêm đáng sợ, cũng nhìn lên người lăng hàn, vốn là hai phe đối địch hiện tại vì lăng hàn nên có xu thế liên thủ thành đế dụ hoặc quá lớn có thể quên đi tất cả ân oán xèo đúng lúc này chỉ thấy mặt đất vỡ ra một tia sáng phóng lên trời tình huống như thế nào t nữ đế truyền thừa sắp xuất thế tất cả mọi người hiểu ra ai cũng hét lớn một tiếng sau đó lao tới tấn công lăng hàn không có thời gian nhất định phải xử lý lăng hàn hoặc đuổi hắn đi trong đó không thiếu thánh nhân ngũ tinh như bách lý hào kiệt một đấu một có thể trấn áp Lăng Hàn, huống chi còn có nhiều người liên thủ. Lăng Hàn có thể làm gì? Chỉ có thể chạy, Phượng Dực Thiên Tường phát động, hắn xuyên qua không gian, nhưng hắn chỉ lướt đi chung quanh, cũng không rời đi chân chính. Nữ đế truyền thừa sắp xuất hiện, hắn làm sao có thể rời đi? Không đi, vậy thì chết, các đế tử đều cười lạnh, bọn họ sử dụng quy tắc phong tỏa không gian, không gian hoạt động của Lăng Hàn sẽ bị áp xúc từng bước, còn muốn ham chiến, khi đó chỉ có con đường chết chương 5086, hạt giống thánh hỏa. Lăng Hàn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mở rộng phạm vi du tẩu. Hầu ca không thể giúp cái gì, đều là thánh nhân nhất tinh, dù thiên phú không yếu hơn đế tử thượng cổ nhưng lại kém hơn rất nhiều tiểu cảnh giới, tự nhiên sẽ nghiền ép. Xeo, cột sáng sung thiên, năng lượng vô tận tuôn ra và bắt đầu thu lại. Nữ đế truyền thừa sắp xuất thế, các thánh nhân ngăn cản Lăng Hàn ra bên ngoài, bọn họ vừa phòng bị vừa chuẩn bị cướp đoạt. Cột sáng biến mất, sau đó một cột sáng màu tím lóe sáng và hóa thành sao băng tốc độ nhanh đến mức khó có thể hình dung đây chính là nữ đế truyền thừa sao không quản là cái gì cứ thu lấy rồi nói sau các thánh nhân xuất thủ nhưng cột sáng màu tím vô cùng linh động tốc độ lại nhanh thánh nhân xuất thủ nhưng không ai thành công nhưng bọn họ dùng quy tắc đan thành lưới cưỡng ép giam cầm không gian cho nên tốc độ của sao băng màu tím cũng chậm lại lúc này các thánh nhân nhìn thấy rõ ràng sao băng màu tím chính là hạt giống a à, hạt giống có phải chân bảo tuyệt thế hay không ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu các thánh nhân không dừng tay cứ cướp đã dù là phế phẩm thì nó cũng phải là của ta ha ha đây là của ta bách lý hào kiệt đưa tay hắn bắt lấy hạt giống màu tím thứ nhất vận khí của hắn tốt làm hạt giống lướt đi chậm lại thì xuất hiện trước mặt hắn thứ hai hắn có thực lực cường đại bởi vì bên cạnh hắn có người khác nhưng không ai hơn hắn hắn vô cùng đắc ý đây là thiên mệnh sở quy không đột nhiên hắn hét lớn một tiếng chỉ thấy một tia sáng màu tím xẹt qua không phải hạt giống màu tím thì nó là gì có ai nghĩ tới đường đường thánh nhân lại không giữ được hạt giống xeo lần này hạt giống màu tím có mục tiêu rõ ràng lăng hàn hạt giống không ngừng ra tốc lao về phía lăng hàn không phải của ngươi ngươi làm thế nào cũng không lưu được là của ngươi cho dù ngươi không cần thì nó cũng bay tới cửa lăng hàn cười nhạt hắn đưa tay bắt lấy xeo hạt giống bay vào tay hắn, sau đó cấp tốc tiến vào thức hải của hắn. Một vài bước xuất hiện ở trong đầu Lăng Hàn, đó là lai lịch của hạt giống. Lăng Hàn nhìn thấy một nữ đế tuyệt thế đứng cao ngạo trong tinh không, trên người có ánh sáng màu xanh biếc, nàng tỏa ra khí chất hào hùng, lại xinh đẹp không gì sánh được. Trước mặt nàng là khe hở thật lớn, khốn kiếp, đây là cái nước biên giới vũ trụ. Lăng Hàn từng nhìn thấy cái nước trong tầm mắt của huyền thái vũ, hiện tại hắn lại nhìn thấy trong ký ức của thanh trúc nữ đế. Xem ra, Đại đế xưa nay đều đi qua biên giới vũ trụ, nhưng như mấy người đấu chiến thánh hoàng, Lăng Thiên Tổ Vương đều là tuổi già tiến tới đây, sau đó không tiếp tục xuất hiện. Về sau Lăng Hàn nhìn thấy thanh trúc nữ đế tiến vào trong kẽ nứt, nhưng hình ảnh lại vô cùng mơ hồ, hắn căn bản không nhìn thấy rõ, sau đó hình ảnh đứt đoạn, một lát sau, Lăng Hàn bắt được hình ảnh mơ hồ. Trong tay thanh trúc nữ đế xuất hiện hạt giống màu tím, chính là hạt giống trong thức hải của hắn, thì ra hạt giống tới từ biên giới vũ trụ, ghê gớm, phải biết đại đế đều đi biên giới vũ trụ tìm kiếm trường sinh, mà hiển nhiên, cái gọi là biên giới vũ trụ là cách nói không rõ ràng, đại đế chân chính đều tiến vào kẽ nước tinh không. Trong hình ảnh đó, Lăng Hàn còn nhìn thấy nữ đế vết thương trồng chất, ngược phải còn bị xuyên thủng. Nữ đế đấy, tồn tại mạnh nhất trên đời còn bị trọng thương. Hơn nữa còn bị thương nặng như vậy, T, có thể thấy được vì hạt giống màu tím, nữ đế đã trả cái giá lớn cỡ nào. Khó trách, đại đế lúc tuổi già mới tới đây mạo hiểm tìm kiếm con đường trường sinh quá nguy hiểm đại đế cũng có thể vẫn lạc lúc này hình ảnh biến mất chỉ có một đạo ý niệm lưu lại thức hải lăng hàn đây là hạt giống thánh hỏa nó đã tồn tại lúc thiên địa sơ khai dùng nó thiêu đốt thánh hỏa thành tựu đế vị có thể trở thành đại đế mạnh nhất trong lịch sử ta đoán được đại tai nạn ức vạn năm sau mặc dù sớm bố cục nhưng tương lai tràn đầy biến số ta chỉ có thể làm được như vậy nên hăng hái phải tự cường sau đó lăng hàn tiếp thu được một bộ bí thuật là phương pháp sử dụng đế binh Thanh trúc kiếm, Thanh trúc nữ đế sử dụng đế binh. Trong trí nhớ mơ hồ của Thanh trúc nữ đế, Lăng Hàn nhìn thấy vị nữ đế này đi biên giới vũ trụ, sau đó không lâu liền hóa đạo về trời, chỉ còn lại một gốc trúc xanh. Hiển nhiên, chuyến đi biên giới vũ trụ đã làm nàng trọng thương, thậm chí còn trọng thương căn cơ đại đế, nếu không, với năng lực của đại đế, chỉ cần tìm được vô thượng bảo dược, sống thêm đời thứ hai cũng không thành vấn đề. Vị nữ đế này cả đời chưa lập gia đình, cũng không có để lại truyền nhân thậm chí không có sáng tạo đế kinh. Nguyên nhân đế kinh chỉ cho hậu nhân học, đại đế cần đế kinh sao? Cho nên, nữ đế chỉ truyền thừa cho hắn biện pháp sử dụng đế binh, cũng không có truyền xuống đế thuật của chính mình. Lăng Hàn biết rõ, nữ đế còn có suy tính khác. Muốn trở thành đại đế, nhất định phải đi ra con đường của mình, mô phỏng theo người khác, mạnh hơn nữa cũng không có khả năng thành đế. Cho nên, nữ đế hy vọng Lăng Hàn có thể không bị ảnh hưởng bởi con đường của mình, cũng không có truyền xuống võ đạo của bản thân vĩ nhân như thế thật đáng khâm phục. Cái gọi là người sống lưu danh, ngỗng qua lưu tiếng, không có sinh mệnh bất hủ, lưu lại truyền thừa của mình chính là lựa chọn tốt nhất. Nữ đế lại khinh thường, đây chính là ý chí của đại đế. Bỗng nhiên lăng hàn mở hai mắt ra, tất cả những việc này nhìn thì rất dài dòng. Trên thực tế chỉ lóe lên trong thức hải của Lăng Hàn mà thôi, tất cả chỉ tồn tại trong một giây. Giao ra, đế tử điên cuồng gào lên, sau đó bọn họ tấn công Lăng Hàn. Không nói những chuyện khác, chỉ nhìn thấy hạt giống màu tím xuyên qua cơ thể bách lý hào kiệt là biết nó thần kỳ cỡ nào nữ đế lưu lại sao có thể là thứ bình thường oanh 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 đám thánh nhân vừa xuất thủ vừa phân tán vây quanh đám người lang hàn vào trong muốn chạy đó là chuyện không thể nào phượng rực thiên tường thì như thế nào nó chỉ nhanh chứ không thể xuyên qua quy tắc giao ra hạt giống nếu không chết một lão thánh nhân nói hắn hừ một tiếng sau đó cầm lấy một bình ngọc ông uy thế đáng sợ tỏa ra làm thiên địa thất sắc đế uy má ơi đây là đế binh có ai nghĩ tới sau khi đoạt đế binh thất bại vốn cho rằng tất cả đế binh đều trả trở về tiếp tục chống cự khô lâu thánh binh không ngờ còn có đế tộc tư tàng lặng lẽ lưu đế binh bên người đây là bảo bình đế tộc hiển nhiên bọn họ sớm quyết định chủ ý bất kể là ai đạt được nữ đế truyền thừa bọn họ cũng sẽ dùng đế binh cưỡng đoạt đế binh đã thức tỉnh bao phủ toàn bộ tinh cầu ai muốn vọng động sẽ bị đế binh tấn công làm sao phá cục diện này Trường 5087, đến đây, đế binh khóa chặt, cho dù là thánh nhân cửu tinh cũng phải chảy mồ hôi lạnh. Có ai ngờ tới bảo bình đế tộc lại lưu một tay, hơn nữa thừa dịp các thánh nhân vây quanh lăng hàn thì lặng lẽ thức tỉnh đế binh. Hiện tại, đế binh bao phủ, có ai không sợ. Giao ra nữ đế truyền thừa, nếu không chỉ có một con đường chết. Thánh nhân bảo bình đế tộc quát, hắn cho rằng hạt giống màu tím kia có dấu thanh trúc nữ đế truyền thừa. Cho nên, hắn chỉ đe dọa, nguyên nhân đế binh oanh kích, Lăng Hàn khẳng định sẽ hình thần câu diệt, bảo đảm không lưu lại cặn bã, nữ đế truyền thừa cũng mất. Làm sao bây giờ? Đám người hầu ca, nữ hoàng nhìn về phía Lăng Hàn, xé mở không gian rời đi cũng cần thời gian, mặc dù ngắn ngủi nhưng đủ để đế binh đánh xuống, gạt bỏ tất cả. Chẳng lẽ thật sự phải giao ra nữ đế truyền thừa? Vấn đề là, Bảo Bình đế tộc sẽ giữ lời hứa sao? Bây giờ còn có áp chế, đó là vì Bảo Bình đế tộc sợ ném chuột vỡ bình, nhưng một khi giao truyền thừa ra, bảo bình đế tộc còn có lo lắng sao? Phải biết, Lăng Hàn chính là cái gai trong mắt đế tộc, nếu hắn không chết, đám đế tử làm sao thành đế? Lăng Hàn lại cười một tiếng, thản nhiên nói, ta không tin, ngươi không tin, ngươi dựa vào cái gì không tin, đế binh phát huy, có thể gạt bỏ tất cả, thánh nhân cửu tinh cũng phải nuốt hận, Người lấy dũng khí từ nơi nào? Lăng Hàn, Người đừng tưởng rằng tay cầm nữ đế truyền thừa, bản thánh sẽ không dám ra tay. Lão thánh nhân bảo bình đế tộc lão quát lớn, Hắn là thánh nhân Bát Tinh, Phong Hào Minh Tướng, cho dù không cần đế binh thì hắn cũng có thể trấn áp Lăng Hàn. Nhưng thánh nhân đấu thánh nhân, Lăng Hàn muốn chạy hắn cũng không thể làm gì, càng đừng nói chém giết. Nhưng đế binh thì khác, một khi thức tỉnh, chỉ cần khóa chặt, trừ chuẩn đế ra, ai có thể chạy trốn. Nói cách khác, hiện tại trừ phi có một vị chuẩn đế xuất hiện, nếu không chẳng ai cứu được Lăng Hàn. Lăng Hàn dựa vào cái gì chắc chắn như thế? Đến đây, Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay, dáng vẻ khiêu khích khốn kiếp gia hỏa này điên rồi sao đế binh bao phủ người dựa vào cái gì phách lối và khiêu khích như vậy hừ cùng lắm thì đừng ai nghĩ đạt được nữ đế truyền thừa minh tướng thánh nhân lạnh lùng nói dù cho hủy nữ đế truyền thừa cũng không thể nhìn nó rơi vào trong tay lăng hàn nếu không ai có thể tranh đoạt đế binh chết hắn hét lớn một tiếng oanh bảo bình tỏa ra đế uy vô tận miệng bình hắn ra hào quang bay về phía lăng hàn đế binh thức tỉnh tương đương với một vị đại đế sống lại ai có thể ngăn cản? Không có, cho dù là chuẩn đế cũng không được, tất cả mọi người lắc đầu, lăng hàn xong đời rồi. Cũng tốt, mặc dù nữ đế truyền thừa cũng mất, nhưng cái giá lớn chính là giết đối thủ có khả năng thành đế nhất, cũng không tính là thua thiệt. Bảo Bình có thể nghiền nát tất cả, banh, ánh sáng nổ tung, sáng chói vô hạn, nhưng mà mọi người khiếp sợ phát hiện, ánh sáng Bảo Bình bị cản lại. Cái gì, ra đầu mọi người tê dại, lăng hàn sắp nghịch thiên, ngay cả đế binh phát huy cũng có thể gánh vác. Chỉ trong nháy mắt sau đó, mọi người liền phát hiện cũng không phải lăng hàn châu bò đến nghịch thiên, mà là đỉnh đầu của hắn xuất hiện cây trúc xanh biếc, có điều cây trúc dài hai thước nhưng lại tỏa ra đế huy đáng sợ. Đế binh của thanh trúc nữ đế lăng hàn nói nhảm với minh tướng thánh nhân chính là vì kéo dài thời gian, hắn muốn nắm giữ pháp môn sử dụng thanh trúc kiếm. Mặc dù hắn chỉ nắm giữ một ít nhưng đã có thể thức tỉnh đế binh là đủ rồi, cũng không cần vận dụng thuận buồm xuôi gió. Bây giờ đế binh đấu đế binh lăng hàn còn sợ ai đến đây lăng hàn cười một tiếng hắn nói chuyện rất thản nhiên mẹ nó lúc này mọi người im lặng đế binh nơi tay thiên hạ ta có trừ phi đại đế phục sinh hiện tại có ai có thể đối kháng lăng hàn cho dù là chuẩn đế cũng cần chờ lực lượng của lăng hàn hao hết không cách nào lại thức tỉnh đế binh lúc đó mới có thể xuất thủ với lăng hàn nếu không chuẩn đế cũng phải nuốt hận đế tộc cường đại nhất chính là có đế binh tọa trấn nhưng còn bây giờ thì sao Lăng Hàn cũng có đế binh, đế binh chân chính, cũng không phải chuẩn đế binh như hỗn độn cực lôi tháp. Minh tướng thánh nhân không nói gì, mặc dù chiến lược bản thân hắn nghiền ép Lăng Hàn, nhưng trước mặt lực lượng đế cấp, thực lực của hắn nhỏ bé không đáng kể. Cho nên, chỉ cần Lăng Hàn còn có thể thức tỉnh đế binh, hắn không thể làm gì. Lăng Hàn nhìn các đế tử xa đọa như lục tầm, lại nhìn đế tử thượng cổ như bách lý hào kiệt, sát khí tràn trề. Rút lui, rút lui, rút lui, những đế tử này đổ mồ hôi và lui lại phía sau đế binh phát huy mặc hắn thiên tài hơn nữa cũng bị đánh thành cặn bã bọn họ cùng xé mở không gian trốn đi còn ở lại làm gì nữ đế truyền thừa đã bị lăng hàn chiếm được minh tướng thánh nhân cũng im lặng hắn có đế binh lăng hàn cũng có đây là pháp khí mạnh nhất thiên hạ cũng chính vì như thế chiến lược cá nhân của người điều khiển không là gì cả hắn là thánh nhân bát tinh thực lực nghiền ép lăng hàn thì như thế nào căn bản không có cơ hội phát huy hắn oán hận nhìn lăng hàn thật không nghĩ tới lăng hàn đạt được nữ đế truyền thừa hắn cũng có thể khống chế cả đế binh không nghĩ tới đồ tốt như đế binh lại không giữ cho tộc nhân thế mà truyền thừa cho một ngoại nhân đầu óc của nữ đế bị nước vào sao đi hắn quyết định thật nhanh sau đó xé mở không gian hắn và thánh nhân của gia tộc rời đi như thế nơi này liền chỉ còn lại đám người lăng hàn nữ hoàng hầu ca mà thôi ha ha bọn họ đều cười to nói đến thực lực minh tướng thánh nhân mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Thậm chí chỉ cần xuất động một bách lý hào kiệt hay là lâm động cũng đủ quét ngang bọn họ, nhưng còn bây giờ thì sao, cho dù là đế tử cũng chật vật bỏ chạy. Cho nên đây là thắng lợi to lớn, chúng ta cũng nên đi. Đoàn người Lăng Hàn quay về tứ nguyên tinh, sau khi an bài ổn thỏa, Lăng Hàn mới nói về hạt giống thánh hỏa. Hạt giống thánh hỏa, đại đế mạnh nhất, tất cả mọi người kinh hô, đây chính là thứ nữ đế chiếm được trong biên giới vũ trụ, thậm chí vì hạt giống này, nữ đế bị trọng thương, cũng nhanh chóng hóa đạo về trời, cũng không thể sống thêm đời thứ hai. Cho nên, hạt giống này giá trị kinh người cỡ nào? Hầu ca nghiêm túc, thanh chúc nữ đế vì hạt giống này mà bị trọng thương, đấu chiến thánh hoàng thì sao? Có thể gặp bất chắc hay không? Đáng tiếc, với thực lực thánh nhân không thể bay qua tinh không mờ mịt, hắn hiện tại chỉ có thể lo lắng xuông. Chí ít cũng phải trở thành chuẩn đế mới có tư cách tiếp cận biên giới vũ trụ. Hầu ca đã có mục tiêu, nhưng thánh nhân tiến lên một bước đã khó khăn, dù hắn có động lực 10 phần, hắn muốn tiến bộ cũng cần thời gian rất lâu. Mọi người đều tu luyện, khi cảnh giới càng ngày càng cao, cảm giác cấp bách càng ngày càng mạnh, hiện tại xem ai trở thành chuẩn đế đầu tiên sẽ có thể cướp đoạt tiên cơ, cũng tiến vào danh sách thành đế chân chính. Lăng Hàn cũng bắt đầu bế quan, nhưng mục tiêu của hắn là nghiên cứu hạt giống thánh hỏa. Nhưng mà, ý thức của hắn không thể tiến vào trong hạt giống, sau khi nghiên cứu một hồi thì hắn chỉ có thể từ bỏ. Chương 5088, biển cả trong tinh không hạt giống này, huyền diệu khó lường, mặc dù chỉ lớn như hạt đậu nành, nhưng nếu như phóng đại gấp một vạn lần liền có thể nhìn rõ hoa văn huyền bí bên trong, giống như tuyên khắc bí mật của thế giới. Lăng Hàn cũng không dám ôn dưỡng hạt giống này, một khi phá mầm mà ra, hắn có thể thành thánh hay sao? Hiện tại hắn cũng không muốn thành thánh, mục tiêu, tứ cực cảnh cực hạn, Lăng Hàn trở về thu gặt một nhóm tiên khí, sau đó, lại dùng thanh trúc kiếm làm trận nhãn, tiếp tục thu lấy tiên khí. Hiệu suất sẽ hoàn toàn khác biệt đế binh đấy, trong đó ẩn chứa quy tắc cửu tinh, có hiệu quả hấp thu tiên khí rất tốt, cũng dễ dàng thu lấy. Lăng Hàn tươi cười, khi đó hiệu suất sẽ tăng gấp 10 lần. Ban đầu hắn cho rằng cần thời gian trăm năm mới có thể tu tới cực hạn, hiện tại chỉ cần 10 năm ngắn ngủi. Tính một chút, hắn hiện tại là tôn giả thập tinh, nếu giống như giáo chủ là thập ngũ tinh cực hạn, vậy hắn còn cần tăng lên 5 cái tiểu cảnh giới, tổng cộng cần 50 năm. 50 năm, chỉ cần 50 năm, ở tôn giả cảnh, mấy trăm năm có thể tăng lên một tiểu cảnh giới đã tính là nhanh, 50 năm có thể tăng lên năm tiểu cảnh giới, việc này nhanh đến cỡ nào. Lăng Hàn gật đầu, khó trách đế tử tiến cảnh tu vi nhanh như vậy, phía sau có một cái đế tộc chống đỡ, chỉ cần ngộ tính đầy đủ, tăng lên tu vi quá dễ dàng. Hắn tràn đầy chờ mong, sau 50 năm, hắn có thể tu đến tôn giả cực hạn, sau đó thúc đẩy sinh trưởng hạt giống thánh hỏa mạnh nhất lịch sử, khi đó chiến lực của hắn sẽ mạnh cỡ nào. Dạng thánh nhân này sẽ mạnh đến cỡ nào? Mặc dù Lăng Hàn có thành trúc nữ đế truyền thừa, đây là đại cơ duyên, hắn cũng có được hạt giống thánh hỏa. Đế tộc còn muốn có nhưng không có người nào dám uy hiếp Lăng Hàn giao ra hạt giống thánh hỏa. Không phải là không muốn, mà là không dám. Chỗ dựa lớn nhất của đế tộc là cái gì? Đế binh, nhưng bây giờ Lăng Hàn cũng có đế binh, cho nên đế tộc có phái ra thánh nhân, mang theo đế binh tới thì thế nào? Lăng Hàn sợ gì? Đế binh đấu đế binh, nhiều lắm lưỡng bại câu thương. Người xem, có đế tộc liều mạng vạch mặt với nhau không? Không có, nguyên nhân tất cả mọi người có đế binh, chế ước lẫn nhau, tự nhiên cũng sẽ không bộc phát chiến đấu tổn thương căn cơ. Hiện tại Cửu Dương Thánh địa có đế binh, có đế kinh, có thánh nhân, trừ trận pháp không đủ ra, trên thực tế không khác gì một đế tộc. Mà nói đến số lượng thánh nhân, ha ha, Cửu Dương Thánh địa có thể nghiền chết đế tộc. Đương nhiên, cảnh giới thánh nhân còn thấp, đều là cấp bậc nhất tinh. Nhưng chỉ cần đợi một thời gian, với thiên phú của Hầu ca, nữ hoàng tu tới thất tinh bát tinh thậm chí thánh nhân cửu tinh cũng không khó bọn họ khó khăn chính là ngưỡng cửa chuẩn đế a à, một ngày hôm nay lăng hàn đang luyện đan bỗng nhiên nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một phiến biển rộng cái này dù lăng hàn có kiến thức rộng rãi nhưng hắn cũng khiếp sợ không nhẹ biển cả này cách vô cùng xa xôi nó lại nằm trong tinh không nhưng thể tích quá lớn đến mức cách nhau xa như vậy vẫn bị lăng hàn nhìn thấy trong tinh không có biển rộng trôi nổi đây là việc khó tin cỡ nào chẳng lẽ có bí cảnh xuất thế nhưng mà tốc độ này thật nhanh chỉ trong nháy mắt biển rộng đã lớn hơn vài phần có thể thấy được nó đã rút ngắn bao nhiêu khoảng cách hiu 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 đám người hầu ca nữ hoàng cũng nhìn thấy bọn họ đều xuất hiện đây là bí cảnh nào xuất thế đại hắc cầu tò mò hỏi đi xem một chút lăng hàn nói sau đó hắn cất bước rời khỏi tứ nguyên tinh đám người nữ hoàng cũng đi ra bọn họ nhìn biển rộng trong tinh không Trời ạ à, nếu như ném tứ nguyên tinh vào trong nhiều lắm chỉ là hòn đảo nhỏ mà thôi. Tất cả mọi người rung động, quá kinh người, trong biển rộng gợn sóng ngập trời, nhưng lại không có đất liền cản trở, cũng không có một giọt nước biển nào tràn ra ngoài, mặc cho sóng biển lớn cỡ nào, mỗi một giọt nước đều rơi vào biển cả. Đây là bí cảnh sao, biển bí cảnh sao, đại hắc cầu nói nhỏ, biển cả cũng bị người khác phát hiện, sau đó tiến hành trực tiếp trên tinh võng. Lập tức, thật nhiều đế tộc đều xuất động, có lẽ có đại cơ duyên tuyệt thế, về phần tại sao cơ duyên chủ động đi tìm lăng hàn bọn họ liền mặc kệ tóm lại lăng hàn đạt được cơ duyên đã đủ nhiều không thể lại tiếp tục nhìn hắn cường đại hơn nữa tốc độ thánh nhân nhanh hơn nữa cũng cần thời gian hiện tại trong tinh không chỉ có đám người lăng hàn nhìn biển cả tới gần có điều thời gian mấy giây qua đi biển cả đã xuất hiện trong tinh vực tứ nguyên tinh với phạm vi to lớn của biển cả đã nhấn chìm toàn bộ tinh vực t nhiều tinh vực như vậy trong đó có bao nhiêu sinh linh tất cả đều chết hết vô thanh vô tức nhiều lắm chỉ có một ít người dùng truyền tống trận rời đi những người khác đều bị biển cả thôn phệ đám người lăng hàn nhìn nhau trong nội tâm sinh ra hàn ý hơn nữa phía sau bọn họ là tứ nguyên tinh đấy nhưng biển cả ngừng lại dừng ở cách đám người lăng hàn vạn trược giống như có sinh mệnh chỉ trong nháy mắt có một bóng người bước ra xuất hiện trước mặt đám người lăng hàn đó là nam tử giá người cao gầy một thân trang phục màu đen trước ngực còn vẽ một con bạch đột màu vàng kim nhưng cho người ta cảm giác thần thánh các vị khỏe, nam tử khoảng 20, sinh mệnh chi hỏa chỉ đốt vạn năm nhưng lại có thực lực thánh nhân tứ tinh. Khốn kiếp, lại là đế tử thượng cổ sao? Lăng Hàn suy nghĩ, các thiên thu nói qua, trên đời này có tổng cộng 12 tên tuyệt địa chi chủ, chẳng lẽ đây là một trong số đó? Hắn nhìn về phía thanh niên mặc áo đen này, trầm giọng nói. Ngươi là ai? Ta, thanh niên mặc áo đen mỉm cười. Ta họ Trương, tên là Trương Ngữ. Bạch tuộc, hổ nữ chẹp miệng nói. Lại không thể ăn, đặt tên là hải sản làm gì đám người đang ngưng trọng chỉ một câu nói đã làm bầu không khí xoay chuyển ngươi lại đế tộc nào lang hàn hỏi gia phụ hải hoàng trương ngữ mỉm cười hải hoàng đây cũng là một tên đại đế sao hoàng đế tổ vương những từ ngữ này chỉ là đại biểu cho một cảnh giới mặc dù cũng có người không biết tự lượng sức mình tự xưng kiếm đế đao hoàng đều bị người khác đánh chết phạm vào kỵ húy trương huynh khí thế hùng hổ đến đây nguyên nhân là vì sao Lăng hàn lạnh lùng nói, đối phương mang biển cả lớn như thế tới, một đường không biết thôn vệ bao nhiêu tinh vực, hắn cần cho sắc mặt tốt hay sao? Lại nói, nếu như đối phương thuộc về một trong 12 tuyệt địa, đó là thế lực âm phủ, cũng không cần khách khí. Chương năm yêu cầu, trong tinh không có nhiều người xé rách không gian tới, mỗi người tỏa ra khí tức đáng sợ như ma thần. Thánh nhân đến, có đế tộc, cũng có thánh địa, tất cả đều nhìn thấy trên tinh võng nên trước tiên chạy tới các thánh nhân cách nơi này gần nhất đều xuất hiện, hơn nữa số lượng sẽ càng nhiều. Bọn họ đều cho rằng biển cả là bí cảnh, nghiêm chỉnh mà nói, tuyệt địa cũng có thể coi như là bí cảnh, nhưng ở nơi này cơ bản không có cơ duyên gì, chỉ có tử vong. Những thánh nhân kia nhìn thấy Trương Ngữ, tất cả đều sững sờ. Kẻ này tới từ đâu? Phía trước bọn họ một lòng gấp rút lên đường, cũng không có thời gian chú ý tinh võng. Nhưng chỉ cần bọn họ lên tinh võng xem sẽ biết, người đế tộc cũng không phải không cần liên tiếp khí bọn họ sẽ có một khối và do một người sử dụng không việc gì chỉ cần một người lên là được mở ra công năng hình chiếu sau đó chiếu lại thì mọi việc sẽ sáng tỏ a à, nam tử này bước ra từ biển rộng các thánh nhân kinh ngạc biển cả này là cái quỷ gì vì sao lại phiêu phù trong tinh không mặc dù bị thánh nhân vây quanh trương ngữ không đặt trong lòng hắn chỉ nhìn đám người lang hàn cười nói ta nghe nói lang huynh đạt được một hạt giống mời lang huynh bỏ đi thứ yêu thích lang hàn sững sờ Thanh Trúc nữ đế vì hạt giống này độc thân xâm nhập biên giới vũ trụ, trả giá bằng trọng thương và không thể sống thêm đời thứ hai mới đắc thủ. Tại sao nàng làm như vậy? Nguyên nhân là do vị nữ đế tiên đoán được tương lai đáng sợ, cho nên nàng làm bố cục, muốn sáng tạo ra đại đế vô địch có thể quét ngang thiên hạ, bình định nguy cơ. Hiện tại xem ra nguy cơ là âm phủ xâm lấn, mà trên thực tế, hắc thủ phía sau chính là 12 tuyệt địa chi chủ. Trương ngữ và biển cả này chắc chắn chính là tuyệt địa. Cho nên, 12 tuyệt địa chi chủ cũng rất kiêng kỵ chuẩn bị của Thanh trúc nữ đế, cố ý xuất động một cái tuyệt địa, muốn cướp đoạt hạt giống này. Kể từ đó, uy hiếp của bọn họ sẽ tiêu trừ. Lăng Hàn lắc đầu, tại sao ta phải bỏ ra thứ yêu thích? Trương Ngữ cười một tiếng, chỉ cần Lăng huynh đồng ý giao ra viên hạt giống kia, cho dù là yêu cầu gì ta cũng thỏa mãn ngươi. Ví dụ như đế kinh, một bộ không đủ, có thể hai bộ, thậm chí ba bộ bốn bộ. Đế binh cũng được, hay là mỹ nữ tuyệt sắc, cái gì Thánh nhân chung quanh nghe xong, thân thể phát run, đế kinh đều có thể tặng người, hơn nữa không chỉ một bộ hai bộ, thậm chí ba bộ bốn bộ. Khốn kiếp, người đã đánh cướp bao nhiêu đế tộc, sau khi kích động, phản ứng đầu tiên của các thánh nhân là kẻ này khoác lác, thế lực nào có thể nắm giữ một bộ đế kinh trở lên. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói: "Được, chỉ cần thỏa mãn một điều kiện của ta, ta cũng không phải không thể bỏ đi yêu thích." Lăng huynh mời nói, Trương Ngữ mỉm cười thong dong. Bảo 12 tuyệt địa chi chủ đều tự sát, ta sẽ giao hạt giống cho ngươi." Lăng Hàn đưa ra điều kiện, hiển nhiên không ai tiếp nhận điều kiện này, bởi vậy, Trương Ngữ đang mỉm cười cũng sinh ra biến hóa. Hắn thu hồi nụ cười, trên mặt lộ ra sát ý đáng sợ. "Lăng huynh, cho đến bây giờ, ta là người rất dễ nói chuyện." Hắn Tử Tốn nói, "A, à, nói giống như ngươi đang mắng ta." Lăng Hàn nhún vai, "Ngươi có chứng vọng tưởng hay sao?" Đại Hắc cầu nói, "Có bệnh, cần phải trị." Tiểu Thanh Long tiếp lời, ngang, sắc chư bất đắc dĩ, chư đại gia đang chơi với các muội muội, các người bắt chư đại gia theo là có ý gì. Một đám hỗn đản, trương ngữ giận dữ, tại sao mấy tên trước mặt ghê tởm như vậy, dằm ba câu đã chọc hắn giận điên người. Các người không nên không biết xấu hổ như vậy, hắn lên giọng, bốn phía, các thánh nhân đều đồng tình, lăng hàn, đại hắc cầu đều là những gia hỏa miệng độc giết người. Người nên có giác ngộ sớm, nên động thủ thì không cần nói nhảm một chữ nhưng gia hỏa này giống như đế tử sa đọa dương dịch hoàn, hà la, cho nên các thánh nhân đều có tâm đồng tình. Trừ số ít người hoàn toàn không để ý đại cục, dù là đế tộc cũng biết mâu thuẫn với lăng hàn kia là mâu thuẫn nội bộ, mâu thuẫn với âm phủ là không thể điều hòa. Mặt mũi là mình kiếm được, không phải ai cho. Lăng hàn cười nói, ngươi là ai, cần chúng ta cho mặt mũi sao? Đại hắc cầu nói, đánh, tiểu thanh long giơ ngón giữa. Trương ngữ không nhịn được nữa, hắn trực tiếp xuất thủ tấn công đám người lăng hàn oanh, uy thế đáng sợ khuấy động, nhưng hắn là thánh nhân tứ tinh, hơn nữa càng là con của đại đế, thiên phú võ đạo cường đại đến kinh người, một kích của hắn ẩn chứa 12 đạo quy tắc bát tinh. Ngay cả lăng hàn cũng gánh không được, đám người bọn họ đều phát động phượng dực thiên tường tránh lui. Cho thể diện mà không cần, chết hết cho ta, trương ngữ truy sát, hư, đây chính là dương gian, có thánh nhân đứng dậy nghinh kích trương ngữ, oanh, hắn chống đỡ trương ngữ mà không lâm vào hạ phong chút nào. Việc này làm mọi người rung động, người này chỉ là thánh nhân tứ tinh, không ngờ lại mạnh như thế. Lạc Dương, con của đại đế thánh thiên đế tộc, rất nhanh, có người nói ra thân phận của thánh nhân này. Thì ra là thế, tất cả mọi người gật đầu, cùng là con của đại đế, có ai yếu hơn người khác đâu. Hai đế tử kịch chiến, trong thời gian ngắn khó phân ra thắng bại, cũng khó đoán ai chiếm ưu thế. Các thánh nhân cười lạnh, chỉ là một đế tử mà dám khoác lác không biết ngược thật sự cho rằng người dương gian đều làm bằng giấy sao. Thật sự là ngu không ai bằng, trương ngữ cười lạnh, hắn vung tay lên, đến, ong ong ong, cảnh vượng đáng sợ xuất hiện, từng bóng người bay ra khỏi biển rộng. Thánh thi, trời, số lượng nhiều cỡ nào, tại sao lại là một chiêu này, huyết hải, âm hà chủ công đều có thánh nhân thi. Cũng đừng nhìn chiêu này cũ, 10 lần đều đúng, thử hỏi trong thiên hạ có ai ngăn nổi biển thánh nhân thi sông lên tấn công. Trừ đại đế ra, cũng chỉ còn lại chuẩn đế. Lập tức, các thánh nhân lui lại, không thể đối đầu, nếu không hẳn phải chết, cho dù là Lạc Dương cũng không tiếp tục tiến lên kịch chiến, với chiến lược của hắn, một đối một, thậm chí một đấu mười, hắn cũng không sợ thánh nhân thi, nhưng hiện tại đâu phải một đấu mười. Một đối trăm, đấu ngàn, đấu vạn, mặc hắn chiến lược mạnh hơn nữa cũng không thể địch nổi. Trương ngữ lạnh lùng nhìn lăng hàn, rượu mời không uống, nhất định phải uống rượu phạt, giao hạt giống ra đây, nếu không, ta sẽ hủy tinh cầu này. Cho dù là đế tộc cũng không uy hiếp người ta như thế, bởi vì bọn họ cũng không phải người cô đơn, nếu như bị một tên thánh nhân để mắt tới, bọn họ cũng chỉ có thể co đầu rụt cổ, có kẻ nào dám tiến vào đế trận hay không? Nhưng Tuyệt Địa lại không sợ. Thứ nhất, mỗi người trong bọn họ đều có thực lực thánh cấp, thực lực lại mạnh kinh người, cho dù đánh không lại, thánh nhân muốn chạy còn không dễ dàng. Thứ hai, ai dám đánh vào bên trong Tuyệt Địa, cho nên Trương Ngữ mới có thể uy hiếp Lăng Hàn chương 5090, Hải Hoàng, làm sao bây giờ, đây là uy hiếp vô cùng hiện thực, Lăng Hàn không giao ra hạt giống, thánh nhân thi sẽ xuất động, bảo đảm có thể đánh tứ nguyên tinh không còn thừa cặn bã. Đế binh, đế binh thật sự có thể ngăn cản thánh nhân thi, nhưng vấn đề là, Lăng Hàn tiếp tục trong bao lâu? Nếu không, khi đó đồng minh cũng không đến mức bị một đám thánh nhân đuổi giết chạy khắp nơi. Lăng Hàn cũng cao mày. Mặc dù hắn có thể bày ra trận pháp thánh cấp nhưng có thể kiên trì bao lâu khi đối mặt thánh nhân thi. Nhưng mà, hạt giống thánh hỏa đã dung nhập làm một thể với hắn, hắn căn bản không có khả năng lấy ra. Lui một bước mà nói, cho dù giao ra sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền đáng sợ cỡ nào. Nữ đế vì đó bỏ mình, có thể thấy được quan hệ to lớn đến cỡ nào, hắn sẽ chắp tay nhường cho tuyệt địa chi chủ. Rốt cuộc sẽ làm thế nào? Nếu như đa gia Phật, các thiên thu có thể chạy đến thì tốt rồi. Nếu như ngươi là ở trông cậy vào đa gia Phật cùng các thiên thu, ngươi không nên ôm hy vọng này. Trương Ngữ lại cho Lăng Hàn một kích, hai vị này đã bị hai vị đại nhân khác mời đi uống trà, không có khả năng chạy đến. Nói cách khác, có tuyệt địa chi chủ khác ra tay rồi. Lần này, còn có hy vọng sao? Ta đếm tới ba, đến lúc đó, ta sẽ vung tay, những thánh thi này sẽ tấn công. Trương Ngữ tử tốn nói, đường đường đế tử, hắn cần phải làm việc uy hiếp người khác như thế, hắn cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng không có biện pháp, viên hạt giống kia quan hệ quá lớn. Không được, tuyệt không thể giao ra hạt giống. Có thánh nhân đế tộc đứng ra, đó chính là Lạc Dương. Không sai, tuyệt đối không thể lấy ra. Lại một tên thánh nhân đứng dậy, còn là con của đại đế. Quả nhiên, con của đại đế đều là người nhìn ra cách cục, ở thời điểm này tuyệt đối không thể ngồi bàng quan. Mặc dù bọn họ không biết hạt giống có hiệu quả như thế nào, nhưng âm phủ để bụng như thế, nó chắc chắn có quan hệ trọng đại. Hiện tại dương gian cùng âm phủ thủy hỏa bất sung, vậy tuyệt đối tuyệt đối không thể để cho hạt giống rơi vào trong tay tuyệt địa chi chủ, nếu không thiên hạ sẽ thực sự nguy hiểm. Lần lượt có từng con của đại đế đứng dậy, ở thời điểm này, người khác có thể lo cho thân mình nhưng con của đại đế lại không thể. Bọn họ càng nhìn xa hơn, trương ngữ cười lạnh, nếu các ngươi đã mất khôn như vậy, đi chết đi. Hắn vung tay, lập tức, thánh nhân thi hành động, bọn chúng lao xuống như nước thủy triều. Thật là đáng sợ, thánh thi chiến lực không nhiều, phần lớn chỉ có cấp bậc nhất tinh nhị tinh, chợt có tam tinh tứ tinh, ngũ tinh hiếm như lông phượng sừng lân, nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi. Lại nói, đây không phải là kiến, mà là một đám sói. Thánh thi hành động, các thánh nhân lâm vào khổ chiến. Quá gian nan, số lượng thánh thi quá nhiều, hơn nữa làm cho người ta tuyệt vọng nhất là cái gì? Những thi thể này bị đánh nát sẽ rơi vào biển rộng, sẽ tái tạo thân thể thật nhanh, lại biến thành một hảo hán lần nữa, căn bản không cần chờ 18 năm. Đây là chiến tranh không có hồi kết, có ai ngăn cản nổi? Nhanh, tổ chức người rút lui, lang Hàn tiến hành an bài. Hiển nhiên, Tứ Nguyên tinh không thể giữ được, cho nên, hiện tại duy nhất có thể làm chính là rút toàn bộ sinh linh trên Tứ Nguyên tinh rời khỏi tinh cầu này. Truyền tống trận mở rộng, từng làn người rời đi, nhưng số lượng sinh linh trên một tinh cầu nhiều cỡ nào, mà truyền tống trận mỗi lần chỉ đưa số ít người đi, muốn rút toàn bộ người rời đi, không có mấy trăm mấy ngàn năm thì đừng mơ tưởng. Các thánh nhân liên tục bại lui, có ai có thể ngăn cản Thánh thi? Lăng Hàn đã thức tỉnh Đế binh đại trận thánh cấp cũng vận chuyển, chém giết thánh thì giảm bớt áp lực cho mọi người. Ha ha, chỉ ngươi mới có đế binh sao? Trương Ngữ cười lạnh, hắn cầm lấy một cây búa màu tím tấn công Lăng Hàn, ầm, một tia chớp màu tím giáng xuống. Quy tắc cửu tinh trí cao, đế binh có thứ nào yếu hơn cái khác? Thanh trúc kiếm bị cây búa màu tím ngăn cản lại, cho nên không thể công phạt thánh thi. Hiện tại dựa vào một trận pháp thánh cấp phát huy, mấu chốt là phụ cận có rất nhiều tinh cầu bị thôn phệ, không cách nào lại cung cấp uy lực cho trận pháp thánh cấp, cho nên uy lực giảm nhiều, cho nên uy hiếp thánh thi không lớn. Đã đến mức sơn cùng thủy tận, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Trương ngữ cười lạnh, đến lúc này, còn có hy vọng lật bàn. Ha ha, tiểu hữu đang gặp khó khăn nha. Đúng lúc này, một giọng nói giả nua vang lên. Xoát, đột nhiên trong tinh không xuất hiện một người. Đây là một lão giả, áo gai vải thô, cực kỳ đơn giản. Ồ, Lăng Hàn nhìn lướt qua, hắn cũng phải sững sờ đó là lão nhân cho hắn uống rượu tuế nguyệt trên đế lộ. Lão nhân coi mộ, hắn rời khỏi đế lộ cũng không hiếm lạ, nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi là ai? Trương ngữ sững sờ, lão đầu này xuất quỷ nhập thần, hắn cũng không biết đối phương xuất hiện từ lúc nào. Lão nhân coi mộ không quan tâm tới trương ngữ, dường như đối phương chỉ là con chó con mèo, không đáng cho hắn quan tâm. Hắn nhìn vào biển cả và nói, nên thu tay lại, hắn đang nói với tuyệt địa chi chủ, tê, ý tứ này chính là trương ngữ không có tư cách nói chuyện với hắn đáng chết sắc mặt trương ngữ biến thành màu đen nhưng hắn là con của đại đế thời điểm hải hoàng quân lâm thiên hạ hắn chính là thiên hạ đệ nhị chưa từng bị người nào coi thường như thế hắn vung tay lên có rất nhiều thánh thi tấn công lão nhân coi mộ lão nhân coi mộ chỉ vung tay lên lập tức thánh thi ngã xuống từng phiến chúng biến thành cặn bã má ơi thấy cảnh này các thánh nhân cảm thấy ra đầu tê dại vị này là đại đế sao chỉ vung tay là tiêu diệt thánh thi. Không không không, không có khả năng là đại đế, nếu có tân đế xuất thế, thiên địa dị tưởng sẽ xuất hiện, tại sao không có chút phản ứng nào? Nếu nói là đại đế đời trước, đó là việc không thể nào, không có đại đế nào có thể sống lâu như vậy. Cho nên, chuẩn đế, các thánh nhân đều kinh hô, thánh nhân cửu tinh cũng không có mạnh như vậy, lại không thể xuất hiện đại đế, cho nên, vị này chính là chuẩn đế. Trừ bỏ tuyệt địa chi chủ không nói, vị này chính là chuẩn đế thứ ba của dương gian. Chuẩn đế xuất hiện, tự nhiên lòng tin mọi người tăng nhiều. Được cứu rồi, cuối cùng được cứu rồi. Lão nhân coi mộ phất tay mấy lần, thánh thi chung quanh bị dọn dẹp sạch sẽ, hai tay của hắn thả lỏng phía sau, hắn không nhìn trương ngữ, mà là nhìn vào biển cả. Hải hoàng, người cũng có thể dừng lại được rồi. Cái, cái gì, nghe được lão nhân coi mộ nói. Tất cả thánh nhân cảm giác tay chân lạnh như băng. Hải hoàng, đại đế, làm sao có thể? biển cả rung động, không gió dậy sóng, nhấc lên sóng lớn kinh thiên, nước biển vô tận phóng lên trời và hóa thành một mặt người to lớn. Tiền dưỡng hạo, người còn chưa chết sao? Một giọng nói tràn ngập uy nghiêm vang lên, âm thanh phát ra từ gương mặt do nước biển biến thành. Lão nhân coi mộ cười một cách tang thương, người còn chưa có chết, ta làm sao dám chết? chương năm 1091, chân tướng, hải hoàng, hải hoàng, các thánh nhân cảm thấy đầu óc rung động, bọn họ có cảm giác không nghe không thấy gì cả còn có chuyện nào dọa người hơn hay không trong biển cả chính là một vị đại đế giả làm sao có thể lão nhân coi một tiền dưỡng hạo tuyệt đối là một vị chuẩn đế chiến lực không có khả năng làm giả cho nên một vị chuẩn đế đã nói như vậy còn có thể là giả đại đế đấy mọi người có cảm giác tuyệt vọng không đại đế vô địch thiên hạ đây là việc được công nhận một vị đại đế còn sống ý nghĩa như thế nào có ai địch nổi chuẩn đế thì như thế nào trước mặt đại đế chính thức cũng chỉ là con kiến hơi mạnh một chút mà thôi. Còn phấn đấu cái rắm, ở trước mặt đại đế, cố gắng nhiều hơn nữa cũng phí công. Chờ chút, đột nhiên mọi người nghĩ tới một việc, thời đại này không cho phép thành đế sao? Bất kỳ điểm nào cũng đã chứng minh điểm ấy, cần phải biết rằng, đế không thấy đế, đã có một vị đại đế tại thế, tại sao có khả năng xuất hiện đại đế? Cho nên, Hải Hoàng cũng không phải là đại đế chân chính. Chém dụng tu vi, nếu không, một thiên hạ không có khả năng xuất hiện dấu hiệu thành đế. Hai, nếu đại đế một người có thể quét ngang thiên hạ, không cần âm phủ trợ trận, xuất động khô lâu thánh binh làm gì. Lại nói, ở trước mặt đại đế, chuẩn đế tính là cái gì? Nghĩ tới đây, mọi người đã an tâm hơn nhiều, có lẽ, tình huống không có làm cho người ta tuyệt vọng. Kẻ này, lão phu chắc chắn bảo vệ, tiền dưỡng hạo từ tốn nói, lời lẽ vô cùng kiên định. Người bây giờ xuất thủ, có thể còn lại mấy phần chiến lực. Giết ngươi dư xài mặt người nói, ngữ khí thong dong giống như thiên địa cũng phải thuần phục. Đại đế trưởng quy tắc nhân quả, nói ra như Pháp. Các thánh nhân rung động, dù vị hải hoàng kia không có hiện thân, mỗi tiếng nói cử động đều làm bọn họ nghĩ tới đại đế. Tiền dưỡng hạo lại bình tĩnh, nói, muốn chém lão phu, người cũng phải trả một cái giá thật lớn, ta hỏi người có dám hay không. Hải hoàng trầm mặc, một lát sau, xôn xao, mặt người hóa thành nước biển và rơi vào biển rộng. Đi, trương ngữ vung tay lên, lập tức, thánh nhân thi đều quay trở lại. Sau đó biển rộng bay đi trong tinh không vô tận, một trận nguy cơ đã được hóa giải. Tiền bối, Lăng Hàn nhìn về phía tiền dưỡng hạo, trong lòng có sóng to gió lớn, cũng có vô số nghi hoặc. Tiền dưỡng hạo gật đầu, hắn nâng Lăng Hàn lên, xèo, dưới chân hắn xuất hiện kim quang, hắn và Lăng Hàn biến mất. Tốc độ quá nhanh, cho dù là thánh nhân cố nhìn cũng không thấy bóng người rời đi lúc nào. Trong tinh không xa xôi, tiền dưỡng hạo ngừng lại, mang theo Lăng Hàn đáp xuống tinh cầu hoang vu. Ngươi có thật nhiều nghi vấn. Tiền dưỡng hạo nói, đúng thế, lăng hàn gật đầu, quá nhiều. Hỏi đi, tiền dưỡng hạo rất tùy ý. 12 tuyệt địa chi chủ đều là đại đế. Lăng hàn hỏi, thời điểm nói ra lời này làm trái tim của hắn rung động. Tiền dưỡng hạo cười cười và nhìn lăng hàn. Nếu như lão phu nói đúng, ngươi có sợ hãi bỏ chạy hay không? Lăng hàn nghĩ nghĩ, hắn cười nói. Sẽ không, ý chí chiến đấu của hắn sụp sôi. Đại đế thì như thế nào, chỉ cần hắn thành đế, hắn chính là đại đế mạnh nhất. Đây là tự tin của hắn, tiền dưỡng hạo cười ha ha, hắn vỗ vai lăng hàn. Thật can đảm, cũng không uổng công lão phu xuất thủ cứu ngươi. Được rồi, đáp án là khẳng định. Ngoá, mặc dù trong nội tâm của lăng hàn đã sớm chuẩn bị, hắn vẫn nuốt nước bọt một cái. 12 vị đại đế đấy, làm sao ngăn cản? a à, khó trách huyền thái vũ vẫn lạc, bị 12 vị đại đế vây công, không là chuẩn đế cũng khó trách thanh trúc nữ đế không tiếc hy sinh chính mình làm ra bố trí, chỉ là chuẩn đế thì làm sao đến mức ấy. Tiền bối, ngài là người thời kỳ nào? Lăng Hàn hỏi, hiển nhiên, vị này còn sống lâu hơn cả các thiên thu. Tiền dưỡng hạo nghĩ nghĩ, nói, thời kỳ cực lâu trước kia, lời này tương đương không nói, nhưng dù nói ra là thuộc về thời kỳ đại đế nào thì cũng kẹp giữa thời kỳ 12 đại đế kia, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. 12 tuyệt địa chi chủ, bọn họ muốn trường sinh. Lăng Hàn nói, trừ nguyên nhân này ra, khó tìm ra nguyên nhân nào khác. Tiền dưỡng hạo gật đầu, trường sinh là một vòng luân hồi, nhưng bọn họ theo đuổi cái gì khác, việc này chính lão phu cũng không biết được. Thế nhưng đại đế sống thêm đời thứ hai, một khi hóa đạo, linh hồn sẽ kết hợp với thiên địa, làm sao có thể sống đến bây giờ? Lăng Hàn hỏi, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đồng dạng, không có bất kỳ người nào liên hệ tuyệt địa chi chủ và đại đế với nhau, bởi vì đó là việc không thể nào. Tiền dưỡng hạo nhìn vào tinh không, nhìn vào nơi xa xôi. Một lát sau, hắn mới nói, những đại đế này đã lấy được bí pháp nào đó trong biên giới vũ trụ. Lại là biên giới vũ trụ, tiền bối, vì cái gì chỗ đó có cái nứt lớn. Lăng Hàn hỏi, tiền dưỡng hạo lo lắng nói, việc này phải nói tới thời điểm vũ trụ ra đời, còn liên quan xa xôi như thế. Trong truyền thuyết, vũ trụ chúng ta khi mới ra đời nó có hình cầu, nó vô cùng nhỏ bé nhưng lại nặng không gì sánh được. Một ngày nào đó, khối cầu này xuất hiện kẽ nứt, sau đó vô tận vật chất phun ra ngoài, bành trướng vô hạn, thế là ngươi đã thấy vũ trụ hiện tại. Mà kẽ nứt biên giới vũ trụ chính là kẽ nứt của quả cầu kia. Lăng Hàn trợn mắt hốc mồm, đây là chân tướng vũ trụ ra đời. Nếu không phải chuẩn đế nói, hắn tuyệt đối không thể tin được. Bây giờ vũ trụ đang ổn định, nhưng kẽ nứt kia cất dấu bí mật vũ trụ ra đời, nó vẫn ẩn chứa bảo vật nghịch thiên. Tiền dưỡng hạo nói, cho nên, đạt được bí pháp trường sinh từ trong đó cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà, những đại đế bên trong tuyệt địa đạt được bí pháp trường sinh quá tầm môn. Theo lão phu phỏng đoán, bí pháp này dính đến âm phủ, hơn nữa mặc dù có thể làm cho bọn họ kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ, nhưng đối với chiến lược bọn họ lại có ảnh hưởng to lớn. Lăng Hàn gật đầu, nếu không phải như thế, huyền thái vũ đã có thể dùng sức một mình dẹp loạn tuyệt địa. Có thể thành đế, có ai yếu hơn người khác, dính đến chi tiết cụ thể, cho dù là tiền dưỡng hạo cũng không rõ, trong niên đại của hắn, mặc dù thiên hạ không đế, có thể nguyên nhân là do lão đế vừa vạn hóa đạo, thiên địa không cho phép tân đế xuất hiện. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể tu đến chuẩn đế, không thể tiến thêm một bước. Nhưng thời kỳ tuổi già, hắn gặp một vị tuyệt địa chi chủ xuất thế, chu diệt vô số sinh linh, hắn tới kịch chiến, xác nhận thân phận đại đế lúc trước của đối phương. Mặc dù thực lực vị tuyệt địa chi chủ này giảm xuống rất lợi hại, nhưng vẫn mạnh hơn hắn, cuối cùng tiền dưỡng hạo không địch lại mà kết thúc. Sau đó, tiền dưỡng hạo bắt đầu thu thập tin tức liên quan tới tuyệt địa chi chủ, cuối cùng, hắn biết được một bộ phận chân tướng. Vì tái chiến với những tuyệt địa chi chủ, tiền dưỡng hạo dứt khoát mai táng chính mình trên đế lộ, chờ tới thời đại này mới xuất hiện. chương năm 1092, Phản bội. Đối với tiền dưỡng hạo, Lăng Hàn bội phục thật sâu. Ở thời đại của đối phương, hắn là tồn tại vô địch, tuyệt địa chi chủ chờ tới thời đại này mới chân chính xuất thế, cho nên tiền dưỡng hạo hoàn toàn có thể sống rất tự do tự tại, thiếu ngạo nhân sinh. Thế nhưng hắn dứt khoát tự phong và chờ tới thời đại này. Ở thời đại của tiền bối, cũng không có cơ duyên trường sinh xuất thế, vì sao lại có tuyệt địa chi chủ xuất hiện? Lăng Hàn hiếu kỳ, đây là điểm đáng ngờ. Tiền dưỡng hạo gật đầu, cho nên Lão Phu mới nói những tuyệt địa chi chủ đạt được biện pháp trường sinh quá tả môn. Theo Lão Phu quan sát, lúc ấy hải hoàng xuất thế vì hấp thu sinh linh khí. Cho nên những tuyệt địa chi chủ này gọi là trường sinh, thật ra là hấp thu sinh linh khí. Lăng Hàn gật đầu, nếu một vị chuẩn đế phỏng đoán thì có lẽ không sai. Đạo của Lão Phu đã đứt mất, tiếp theo cần xem ngươi. Tiền dưỡng hạo tươi cười, hắn vỗ vai Lăng Hàn. Đi thôi, tu luyện thật tốt, Lão Phu sẽ tận lực kéo những tuyệt địa kia giúp ngươi, vì tranh thủ thời gian cho ngươi trưởng thành. Cảm ơn tiền bối, đối với chuyện này, Lăng Hàn chỉ có tiếp nhận và nói lời cảm tạ. Hắn hiện tại không thể đối kháng tuyệt địa, cũng chỉ có tiền dưỡng hạo dùng đồng quy vô tận uy hiếp, thậm chí hắn sẽ chết, tuyệt địa chi chủ chỉ thương cân động cốt. Dù sao, người ta chính là đại đế, dù hiện tại vì trường sinh nên không ra tay, thậm chí thực lực đại tổn, lực đà gầy còn lớn hơn ngựa. Không thấy huyền thái vũ cũng vẫn lạc hay sao, vị đại đế này đánh phá viễn cổ tiên môn, hắn là người đầu tiên trong lịch sử làm thế. Tiền dưỡng hạo rời đi, Lăng Hàn cũng quay trở về tứ nguyên tinh. Mặc dù có một vị chuẩn đế bảo vệ trong bóng tối, nhưng số lượng tuyệt địa chi chủ quá nhiều. Nhiều đến 12 người. Thế là, Lăng Hàn lại bố trí trận pháp trên tứ nguyên tinh, liên tục không ngừng rút lực lượng tinh cầu hóa thành động lực, từ đó đẩy tinh cầu về hướng biên giới vũ trụ. Lăng Hàn nói ra lai lịch của tuyệt địa chi chủ, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Thì ra chính là 12 vị đại đế. Đây là sự thật làm người ta cảm thấy tuyệt vọng, một vị đại đế cũng đủ để chấn áp thiên hạ, Hiện tại có tới 12 người, cũng không cần khẩn trương như vậy, Lang Hàn an ủi mọi nhân, thiên đạo có hạn chế, một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế. Những tuyệt địa chi chủ có thể sống đến bây giờ, hơn nữa cùng tồn tại, chỉ có thể nói rõ, tu vi của bọn họ sẽ bị suy yếu. Tất cả mọi người gật đầu, việc này rất có đạo lý. Nhưng suy yếu cũng là cấp bậc chuẩn đế, hơn nữa còn mạnh hơn chuẩn đế bình thường, đến gần vô hạn đại đế chân chính, bằng không khi đó huyền thái vũ cũng không chết. Chờ chút, thời kỳ Huyền Thái Vũ cũng không có cơ duyên trường sinh, vì cái gì 12 Tuyệt Địa chi chủ lại xuất thế? Chẳng lẽ, Lăng Hàn nghĩ đến việc hắn và Đinh Thụ đều là bá chủ nguyên thế giới, đây là chuyện không giống bình thường, hơn nữa, việc này có ngàn vạn quan hệ với Huyền Thái Vũ. Hắn lại liên tưởng đến khi đó Huyền Thái Vũ đi tới biên giới vũ trụ, dường như đang rượt đuổi thứ gì đó. Việc này có quan hệ với nguyên thế giới, còn nữa, 12 tuyệt địa chi chủ cũng đang tìm kiếm thứ gì đó, cho nên mới liều mạng với huyền Thái Vũ. Manh mối đã sớm nứt mất, Lăng Hàn cũng không có bằng chứng, chỉ có thể suy đoán. Tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất, chỉ cần ta có đầy đủ thực lực, có cái gì mà không biết. Tu luyện, hắn tiếp tục bắt tiên khí, luyện đan, luyện hóa, thời gian trải qua vô cùng đơn điệu, hắn lại không ngừng gia tăng tu vi. Sau đó mấy ngày, tinh không xuất hiện biến hóa lớn. Trong một lần âm phủ xâm lấn, đột nhiên yêu lang đế tộc quay giáo, thánh nhân tộc này thức tỉnh đế binh tấn công đồng minh. Có ai ngờ có biến hóa như vậy, bởi vậy, việc này tạo thành đả kích lớn với dương gian, một kích đánh chết 10 tên thánh nhân, thánh nhân bị đế binh làm tổn thương không ít, mặc dù lập tức bỏ chạy, lại bị khô lâu thánh binh đuổi kịp, vẫn khó có thể sống sót. Tin tức truyền ra, khắp thế gian đều kinh ngạc, tình huống như thế nào, yêu lang đế tộc điên rồi sao, nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, tiếp theo hắc quỷ đế tộc cũng diễn trò đâm sau lưng, từ đó tạo thành đả kích lớn với Dương Gian. Ngay sau đó, Hỏa Vân Đế tộc cũng đi lên con đường này, một hơi giết không ít thánh nhân. Việc này làm quân tâm Dương Gian bàng hoàng, người nào cũng ngờ vực vô căn cứ, ai cũng không biết có đế tộc nào phản bội biến thành kẻ địch hay không. Như thế, Liên Minh biến thành thùng rỗng kêu to, đại quân âm phủ tiến quân thần tốc, gần như không ai có thể chống cự. Nhắc tới ba đế tộc phản bội tạo thành đả kích lớn với cao thủ của Dương Gian, như vậy, chuyện xảy ra kế tiếp càng ảnh hưởng to lớn phật tộc tuyên bố tìm nơi nương tựa âm phủ mới là chính đạo bảo các tín đồ bỏ đồ đao có thể lập địa thành phật phải biết phật tộc là đệ nhất thiên hạ về khoảng thao túng tâm linh bởi vậy phàm là tinh vực bị phật tộc ảnh hưởng tất cả bỏ binh khí và mở rộng ôm ấp hoan nghênh âm phủ xâm lấn muốn nói thế lực nào ảnh hưởng lớn nhất đó nhất định là phật tộc bốn đại thiên vực đều có phật tộc tồn tại tận hết sức lực truyền bá giáo nghĩa bồi dưỡng tín dân hiện tại phật tộc làm như thế nhân quả rất lớn việc này cũng tạo thành đả kích lớn với dương gian, bao nhiêu lãnh địa sói mòn, bao nhiêu sinh linh đổ thán. Nguyên nhân tin tức kinh người còn nhiều hơn thế, Lang Hàn cũng ngồi không yên, hắn chạy đi tìm hiểu tin tức. Kỷ vô danh mang theo liên tiếp khí, trên tinh võng xuất hiện tất cả tin tức, Lăng Hàn, Hầu Ca, Nữ Hoàng đều ở đây, bọn họ vừa tìm hiểu tình huống vừa cau mày. Lúc trước quên thỉnh giáo tiền lão gia tử, 12 tên tuyệt địa chi chủ là người nào. Bây giờ nhìn, chỉ ít có thể khẳng định có Phật tộc đại đế, Yêu Lang Hoàng, Hỏa Vân Tổ Vương, Hải Hoàng, Hắc Quỷ Ma Đế. Phật tộc, Lang tộc, Hỏa Vân Đế tộc, Hắc Quỷ Đế tộc vừa phản bội, tương đương chính miệng thừa nhận thân phận, tại sao bốn đế tộc này phản bội quá đơn giản, đại đế gia tộc không chết, hậu bối dám không nghe lệnh hay sao? Hải Hoàng là tiền dưỡng hạo nói rõ thân phận, còn có Kim Ô Hoàng, Lang Hàn nói, đây là phụ thân của Lục Tầm, cùng Ngư không đại đế, đây là hậu trường của Chiến Thần Cung. Mặt khác, sau lưng Hà La, Phong Diệu Lăng, Dương Dịch Hoàn đều có một vị tuyệt địa chi chủ, trước mắt còn không biết đó là đại đế nào. Đại Hắc Cầu nắm chặt nắm đấm, vậy bây giờ tổng cộng có 10 tên tuyệt địa chi chủ. Còn thiếu hai cái, nói cách khác, nếu như hai vị đại đế này cũng lưu lại cơ nghiệp tại Dương Gian, từ đó ý nghĩa đó là hai địa lôi dẫn nổ. A, à, đột nhiên Kỷ Vô Danh kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu. Chương 5093, Dương Gian sụp đổ. Tình huống như thế nào? Kỷ Vô Danh hiện tại cũng là Hóa Linh chân quân, mặc dù không gọi là cường giả thế tuyệt đối không yếu, vô duyên vô cớ thất khiếu chảy máu, hắn lại không có tu luyện, sao có thể tẩu hỏa nhập ma? trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết nên làm sao bây giờ. kỳ vô danh kêu thảm không ngừng, dường như chịu đựng thống khổ nào đó. sau đó, hắn giống như bị điên tấn công đám người lang hàn, oanh, chiến lực hắn bộc phát hoàn toàn, không giữ lại chút nào. lang hàn cao mày chấn trụ kỳ vô danh, nhưng ngay cả như vậy, bí lực trong cơ thể đối phương vẫn lao nhanh. Giống như toàn bộ thân thể sắp nổ tung. Xảy ra chuyện gì, vì sao lại đột nhiên biến thành như thế? Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, từng địa phương truyền ra, còn có tiếng đánh nhau ầm ầm, toàn bộ tinh cầu vô cùng náo nhiệt. Lăng Hàn không cần đi ra, thần thức cường đại của hắn đã bao phủ tứ nguyên tinh. Hắn thấy rất rõ ràng, có quá nhiều người giống như kỳ vô danh, đều kêu gào thảm như gặp quỷ, thất khiếu chảy máu. Bọn họ đều phát điên, liều lĩnh xuất thủ tấn công người bên cạnh, giống như lâm đại địch. Lăng Hàn cả kinh, lúc trước đang nói về 12 tuyệt địa chi chủ, còn chưa tìm ra hai đại đế đối ứng hay sao. Hắn lại liên tưởng đến, bên trong đế tộc đều có một quy củ bất thành văn, đó là không dùng liên tiếp khí liên kết tinh võng. Thứ thuận tiện như vậy, vì sao không sử dụng? Phía trước Lăng Hàn vẫn không rõ, nhưng bây giờ liên hệ tất cả manh mối với nhau, hắn giật mình. Vị đại đế của thường gia cũng là một trong 12 tuyệt địa chi chủ. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên lăng hàn xuất thủ lấy liên tiếp khí của kỷ vô danh xuống. Lập tức, kỷ vô danh không còn kêu thảm thiết, nhưng có thể nhìn ra được, tinh khí thần của hắn giống như bị chém một đao, bị thương cực nặng. Đó là do lăng hàn phát hiện kịp thời, cầm đi liên tiếp khí kết nối tinh võng, nếu không, kỷ vô danh sẽ chết. Đây là, đại hắc cầu cả kinh, vấn đề nằm trên liên tiếp khí. Ai có thể nghĩ tới, đại đế thường ra cũng là một trong 12 tuyệt địa chi chủ. Nhưng mọi người thông minh cỡ nào, lập tức phản ứng lại nhanh lăng hàn chia ra hành động lập tức thu lấy liên tiếp khí của những người khác và bóp nát ba 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 từng người phát cuồng ngã xuống đám người lăng hàn đều có chiến lược thánh cấp không phải đệ tử thánh địa và bách tính phổ thông có thể ngang hàng còn tốt nguyên nhân lăng hàn kiên trì người từ nguyên thế giới đều không dùng liên tiếp khí cho dù có lúc bình thường sẽ đặt sang một bên chỉ có vô cùng ngẫu nhiên mới sử dụng nhưng mà cho dù đám người lăng hàn phản ứng nhanh xuất thủ cũng rất nhanh, nhưng đệ tử trong tông cũng đã chết một phần mười, trọng thương nhiều vô số kể. Tổn thất, thảm trọng, đây chỉ là một tứ nguyên tinh, toàn bộ tinh không thì sao? Có thể nói, trừ đế tộc ra, tuyệt đại bộ phận thế lực đều bị đả kích, tổn thất vô cùng to lớn. Có ai nghĩ tới liên tiếp khí lại đáng sợ như vậy? Cụ thể xảy ra chuyện gì, còn phải chờ sau khi kỷ vô danh tỉnh lại mới hỏi thăm. Hiện tại, tinh võng là thứ không thể dùng, ý nghĩ mọi người biến thành mù loà, kẻ điếc, cũng mất đi con đường tìm hiểu tin tức bên ngoài. Đây là việc mọi người quá ỷ lại tinh võng, hiện tại tinh võng xảy ra vấn đề, mọi người không biết làm gì. Làm sao bây giờ, không có tinh võng liên hệ, toàn bộ Dương Gian chia rẽ nghiêm trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì liên tiếp khí tinh võng phát sinh biến cố như vậy? Âm phủ đâu, đã đánh tới chưa? Tất cả đều không biết, mà không biết chính là sợ hãi, bây giờ tinh không hỗn loạn, mỗi người đều đang nghĩ tinh cầu của chính mình có phải là nơi duy nhất không bị âm phủ xâm lấn hay không. Tâm lý ăn bữa hôm lo bữa mai cũng làm cho không ít người rối loạn, nội tâm yếu ớt. Một khích của thường gia có thể nói là chí mạng, văn minh võ đạo trong tinh không giảm xuống 10 cấp bậc, giống như trở về thời kỳ man hoang, người người cảm thấy bất an. Tứ Nguyên Tinh, đám người lăng hàn đang thương lượng đối sách. Một kích của thường gia quá chí mạng, mọi người quá mức dựa vào tinh võng, một khi xảy ra vấn đề sẽ biến thành con ruồi không đầu hiện tại không biết thiên hạ đại thế như thế nào người người cảm thấy bất an âm phủ xâm lược có thể ngăn cản hay không mọi người nhìn nhau là không tìm được đối sách gì thường ra kinh doanh bao nhiêu năm dùng ước vạn năm mà tính tinh võng đã xâm nhập lòng người chỉ cần bước vào tiên đồ có ai không mua một cái hiện tại những người này đều nổi điên mà chết toàn bộ tinh không tổn thất bao nhiêu sinh linh không hổ là thủ bút đại đế mặc dù mọi người không cam lòng và phẫn nộ nhưng cũng phải sinh lòng thán phục Thanh Trúc Nữ Đế đã bố cục từ cách đây thật lâu, mà tuyệt địa chi chủ làm sao không làm. Hiện tại xuất thủ, trực tiếp chém một kích chí mạng. Tinh võng, Phật tộc, đây là hai thế lực ảnh hưởng lớn nhất, sâu xa nhất, kết quả tất cả đều là thủ bút của tuyệt địa chi chủ. Đây chính là Đại Đế. Hai ngày sau đó, Kỳ Vô Danh tỉnh lại, cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Lăng Hàn hỏi thăm xảy ra chuyện gì, mà Kỳ Vô Danh nói, hắn đột nhiên bị một cỗ ý chí vô cùng cường đại xâm lấn, cảm thấy mình nhìn thấy địch nhân đáng sợ nhất, làm cho hắn không tiếc bất cứ giá nào liều chết với đối phương. Lăng Hàn nghĩ tới khí linh trên tinh võng, đây là đại đế lưu lại ý chí sao? Cho nên, dạng ý chí này xâm lấn, không có người nào may mắn thoát khỏi. Ai, đối mặt đại đế bố cục ức vạn năm, Lăng Hàn cũng chỉ có thể chịu phục. Giống như thanh trúc nữ đế làm bố trí không có bị đại đế phá hư, thủ đoạn của những tuyệt địa chi chủ này cũng giống như thế. Cho nên, dù là lịch đại đại đế đều nhìn ra mánh khóe cũng chỉ bảo hậu đại nhà mình không nên dùng liên tiếp khí kết nối tinh võng. Hiện tại càng ngày càng gấp gáp, Lăng Hàn quên đi tất cả, lại bắt đầu chuyên tâm bắt giữ tiên khí, luyện chế đan dược, thực lực, thực lực A. Mấy năm sau, hắn đạt đến thập tinh đỉnh phong, tốt, xung kích thập nhất tinh, bắt trước làm theo, Lăng Hàn dùng tín ngưỡng lực làm bút, lấy 70 đạo quy tắc thất tinh làm mực, hắn khắc lên tứ cực trụ ký hiệu thứ 11. Oanh, khi Lăng Hàn hoàn thành 4 ký hiệu, dị biến sinh ra trong cơ thể của hắn sinh ra sóng to gió lớn, tu vi tăng vọt. Nhưng lần này không có thiên kiếp giáng xuống, thập nhất tinh, lang hàn xuất quan, hiện tại cũng không có thời gian cho hắn lãng phí, cũng không có chúc mừng. Hắn lại bắt đầu bắt giữ tiên khí, luyện chế đan dược, hắn vô cùng bận rộn. Về phần toàn bộ dương gian, tình huống cực kỳ hỏng bét. Tinh võng đã đứt, không có khả năng đạt được tin tức, còn tốt thánh nhân tốc độ đầy đủ nhanh, đám người hầu ca thay nhau xuất động, không ngừng tìm hiểu tình huống hiện tại chương 5094, Mai Phục, mấy đại đế tộc quay giáo một kích, lại thêm tinh võng đứt mất, toàn bộ dương gian biến thành nắm cắt vụn, cho nên, căn bản không thể tổ chức chống cự ra dáng. Bây giờ lưới giao âm phủ chỉ nơi nào, nơi đó sẽ bị công hãm. Đế tộc, thánh địa đều di chuyển tinh cầu, nhưng di động một cái tinh cầu cần lực lượng thánh cấp, ý nghĩ có 99% tinh cầu sẽ lưu lại tại chỗ, tận lực chống cự, sau đó luân hãm. Toàn bộ dương gian lâm vào cảnh tượng diệt thế, vô tận âm khí tràn ra, nơi này biến thành địa ngục. Càng thêm đáng sợ là, quy tắc âm dương hai giới bất đồng, phát sinh xung đột kịch liệt, làm cho cả tinh không biến thành trạng thái cực đoan. Tiếp tục như vậy, vô cùng có khả năng sẽ có một ngày sẽ sinh ra vũ trụ phong bạo phá hư tất cả. Mặc dù Lăng Hàn nóng vội nhưng lại bất đắc dĩ, hắn hiện tại chỉ có chiến lực thánh cấp thập tinh, nhiều lắm chỉ đạt tới thập nhất tinh, căn bản không cần tuyệt địa chi chủ xuất thủ, chỉ biển thánh thi cũng đủ chôn vùi hắn rồi. Thánh thi cũng không giống như âm hồn, bị năng lượng hủy diệt khắc chế đến xít sao. A, à, hủy diệt linh đồ có phải là thứ huyền thái vũ lấy được từ biên giới vũ trụ? Mặc dù rất muốn thay đổi hiện trạng, nhưng đám người lăng hàn hiện tại có thể làm, trừ tăng tu vi ra, bọn họ sẽ bố trí trận pháp trên tinh cầu, thôi động những tinh cầu này bay về biên giới vũ trụ. Mặc dù chiến lược âm phủ vô địch, nhưng mà âm hồn xâm lấn chịu tốc độ đồng hóa dương gian hạn chế, quyết định bọn họ đánh một tinh vực dễ dàng, nhưng muốn âm phủ hóa tinh vực lại cần thời gian dài. Không có hoàn cảnh âm phủ, âm hồn quá yếu đuối, cảnh giới thấp không chịu nổi ánh mắt chiếu vào. Cho nên, có trận pháp khu động, tốc độ tinh cầu di chuyển mặc dù chậm nhưng vượt qua bước chân của âm phủ. Đây là lưu lại hỏa trùng cho Dương Gian, một ngày kia, các tinh cầu trở về, khi đó có thể trùng kiến gia viên. Dù sao Lăng Hàn chỉ có một người, hắn xoay quanh thế nào, bố trí trận pháp, chế tác trận cơ cũng phải cần thời gian, dù giúp số lượng tinh cầu nhiều kinh người, nhưng so với tinh không to lớn, tất cả như chín châu mất sợi lông. Lăng Hàn làm việc này thắng được nhiều người kính ngưỡng, nếu như hắn lúc này thành thánh, khẳng định sẽ cảm ứng được tín ngưỡng lực mạnh hơn một đoạn. Cứu người trong cơn nguy khốn sẽ thu được tín ngưỡng lực thuần túy. Lăng Hàn cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn giúp người mà thôi. Cuối cùng chỉ lo thân mình, đạt tắc thì kiêm tể thiên hạ. Trong phạm vi năng lực của hắn, hắn không ngại trợ giúp thiên hạ. Lăng Hàn đại chiến với âm hồn, hiện tại âm phủ thế lớn, thế không thể đỡ, nhưng chiến tuyến kéo dài nghiêm trọng, cũng mang ý nghĩa phòng người yếu ớt. Chỉ có một ít khô lâu thánh binh có thể phòng thủ nhiều nơi hay sao? Lăng Hàn và các thánh nhân phân biệt dẫn đội, xuất lĩnh đám người kỳ vô danh, lăng Hy xuất chiến, bọn họ săn giết âm hồn và đạt được thiên địa ban thưởng. Phải biết, hiện tại số lớn tinh cầu luân hãm, thiên tài địa bảo khó kiếm, cho nên muốn tăng lên tu vi nhanh chóng, giết âm hồn thu hoạch thiên địa ban thưởng là một việc cực tốt. Bọn họ không ham chiến, đánh một nơi lại đổi nơi khác, hơn nữa mỗi lần công kích đều không có quy luật. Từ đó âm phủ căn bản không biết nên chặn đường bọn họ thế nào. Thấm thoát, lại 40 năm qua đi, vào lúc này, Tu Vi Lăng Hàn từ thập nhất tinh tiến lên thập nhị tinh, bước qua thập tam tinh và tiến vào thập tứ tinh. Hắn nắm giữ quy tắc thất tinh đã nhiều đến 96 đạo. Có thể suy ra, thời điểm hắn đạt tới thập ngũ tinh, hắn sẽ đạt tới tứ cực cảnh cực hạn. 99 đạo quy tắc, số lượng cực hạn, một ngày này, Lăng Hàn dẫn đội xuất động, tiếp tục đi đánh giết âm hồn mặc dù không đả kích lớn với âm phủ nhưng dù sao cũng không phải chuyện tốt gì bọn họ đi tới thích hoàng tinh nơi này từng thuộc về thánh địa nhưng hiện tại sinh linh bị âm hồn đoạt xá trở thành cái xác không hồn mỗi một bộ nhục thân bị âm hồn đoạt xá đều phát ra từng tia âm khí số lượng càng nhiều sẽ tạo thành ảnh hưởng lên thiên địa từ đó dương gian cũng chuyển hóa thành âm phủ cho nên lăng hàn oanh xác những xác không hồn này cũng có ý nghĩa giảm bớt gánh nặng cho thiên địa nhưng khi bọn họ xé rách không gian đến nơi đây Lăng Hàn lại phát hiện cảm giác bất an. Có mai phục, hắn lập tức cảm ứng được nơi này có khí tức thánh cấp cường đại. Lăng Hàn, cuối cùng cũng bắt được ngươi, chỉ thấy một người thanh niên mang theo đại lượng thánh thi xuất hiện, chính là Kim Ô Đế tộc lục tầm. Lăng Hàn cao mày, hắn xé mở không gian lần nữa, nói. Các ngươi đi trước, ta sẽ cản phía sau. Nghĩ hay lắm, lục tầm lao tới, Lăng Hàn cũng không mang theo đế binh, hắn lưu lại trên tứ nguyên tinh, hắn đã dạy cử sơn thánh nhân biện pháp thao túng, do lão nhân ra phụ trách tổng bộ, tránh việc bọn họ đi săn bị người ta bứng cả hang ổ. Nhưng trừ thanh trúc kiếm ra, hắn còn có hỗn độn cực lôi tháp. Chuẩn đế binh lấy ra, không ngừng phóng đại và bảo hộ đám người lăng hàn vào trong. Oanh, công kích đánh tới, thân tháp chấn động nhưng không bị đánh vào. Đương nhiên, chấn động mạnh cũng làm năng lượng rối loạn. Tu vi lăng hàn hiện tại là gì? Tôn giả thập tứ tinh, chiến lực của hắn đã vượt qua thánh cấp thập tinh, cường đại đến kinh người. Hắn xuất thủ hóa giải, cũng ổn định năng lượng hỗn loạn trong tháp, cũng bảo trì năng lực xé rách không gian và an toàn của mọi người. Sau khi mọi người rời đi, Lăng Hàn tươi cười, hắn không có vội vã rời đi, chỉ cần tuyệt địa chi chủ không xuất hiện, chỉ đối mặt khô lâu thánh binh thì hắn cũng không cần e ngại, đánh không lại, hắn chạy là được. Hiện tại, hắn phải đại khai sát giới, xeo, hắn thu hồi hỗn độn cực lôi tháp, ân, thấy Lăng Hàn không có ý rời đi, lục tầm kinh ngạc. Không thể không nói, người có can đảm rất lớn. Lăng Hàn cười ha ha, nói: "Chỉ bằng vào gà đất chó cảnh như ngươi, có thể làm ta sợ hay sao?" Lục Tầm giận dữ, lời này là không đặt hắn vào mắt. "Lăng Hàn, ngươi lấy đâu ra tự tin như thế?" Hắn Tử Tốn nói, nhìn thiên địa này xem, còn có nơi nào cho ngươi đặt chân? Lăng Hàn khinh thường nhìn bầu trời, nói: "Hiện tại ta đứng ở nơi này, ngươi nhìn ta có nơi đặt chân hay không?" Ha ha, Lục Tầm cười lạnh một tiếng, sau đó giết tới. "Oanh" một kích đánh ra 12 đạo quy tắc bát tinh. Hắn là thánh nhân tứ tinh, Lăng Hàn không sợ, hắn xuất quyền nghinh đón, tự tìm cái chết, Lục Tầm khinh thường, hắn dùng toàn lực, Bành. hai người đấu một kích, quy tắc vô tận nổ tung, thánh thi phía sau bị đánh bay, mấy thánh thi gần phía trước rạn nứt. Cái gì? Lục Tầm không dám tin vào mắt mình, nhưng hắn là thánh nhân tứ tinh, mà chiến lực cao tới thập nhị tinh, Lăng Hàn có thể ngang hàng với hắn. T, chương 5095, ghen ghét Lăng Hàn là một kỳ tích, cho nên, hắn không ngừng sáng tạo những chuyện không có khả năng, thả trên người người khác, có thể sáng tạo một kỳ tích trong đó cũng đã hiếm thấy trong lịch sử, nhưng Lăng Hàn lại làm như ăn cơm uống nước. Chỉ là tôn giả lại nắm giữ chiến lược thánh cấp thập nhị tinh. Ha ha, nói ra sẽ có người tin tưởng hay sao? Bình chứng cảnh giới đâu? Đều nói cảnh giới càng cao, đẳng cấp áp chế cũng càng khủng bố, tại sao trên người Lăng Hàn thì ngược lại? Tôn giả hoàn toàn có thể đánh với thánh nhân, hơn nữa còn là thánh nhân cao dai. Viên hạt giống kia, lục tầm cắn răng, hắn có thể khẳng định, lang hàn yêu nghiệt như vậy, tuyệt đối có tác dụng của hạt giống kia. Phải biết, đây chính là thứ đến từ nguyên thủy vực sâu. Đây là cách gọi biên giới vũ trụ của tuyệt địa chi chủ. Chỗ đó ẩn chứa kỳ chân hiếm thấy của thế gian, nguyên nhân là do nó dính tới huyền bí của thiên địa. Toàn bộ vũ trụ đều đản sinh từ nơi này, mặc dù bây giờ không phun ra vật chất gì, nhưng có thể dựng dục vũ trụ, nơi này châu bỏ cỡ nào cho nên lăng hàn có thể yêu nghiệt như thế nhất định có quan hệ với hạt giống kia giao ra hắn quát to đương nhiên hắn cũng không cho rằng lăng hàn sẽ đi vào khuôn khổ bởi vậy chỉ có một cái biện pháp mới có thể đoạt lại giết chết lăng hàn oanh 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 chiến lực của hắn bộc phát hoàn toàn vô số thánh thi xông ra như nước thủy triều cũng bao phủ chung quanh lăng hàn bình thản không sợ đến chiến ý của hắn dâng trào như nước thủy triều hàn quyền phát động 96 đạo quy tắc thất tinh đan vào nhau, chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều. Hai người kịch chiến, dư âm cuộc chiến đánh bay vô số thánh thi. Nhưng mà thánh nhân thi quá nhiều, đánh bay một nhóm, có càng nhiều hơn sông lên. Lăng Hàn phát động phượng rực thiên tường, đôi cánh hỏa diễm quét qua, hắn dễ dàng tránh thoát ra ngoài, hơn nữa, hỏa diễm đánh bay vô số thánh nhân thi ra xa. Vào thời khắc này, Lăng Hàn biểu hiện tư thái gần như vô địch. Rõ ràng là một tên tôn giả nhưng có thể quét ngang thánh cấp đáng chết thấy lăng hàn mạnh như vậy lục tầm vô cùng ghen ghét hắn là con của đại đế theo lý mà nói hắn có gì mà không đạt được tại sao phải ghen ghét chỉ có một điểm đó là đạt được vật chất nguyên thủy đừng nói hắn cho dù là đại đế cũng phải đỏ mắt ngẫm lại thanh trúc nữ đế vì hạt giống này thậm chí trọng thương vẫn lạc không có thể sống ra đời thứ hai có thể thấy được nguyên thủy vực sâu đáng sợ ngay cả đại đế đi vào cũng có thể tử vong cho ta cho ta cho ta lục tầm không ngừng đuổi theo thân thể hắn hóa thành tam túc kim ô hắn không là nhân tộc mà là yêu tộc kim ô đại đế đúng hắn là kim ô tộc đầu kim ô này rất lớn hai cánh mở ra dài chừng vạn trượng tốc độ cũng cực nhanh cho nên không kém lang hàn chút nào dù sao đây cũng là cầm tộc huống chi kim ô tộc từng xuất hiện đại đế dù không bằng thần thú được thiên địa chiếu cố nhưng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều mấu chốt là lang hàn cũng không phải chân hoàng tộc khẳng định không cách nào phát huy phượng dược thiên tường đến cực hạn. vô tận thánh thì phong tỏa thiên địa, dù không phải là đối thủ của lăng hàn, nhưng lực lượng thánh cấp phát huy, cho dù thế nào cũng ngăn cản bước chân của hắn. bởi vậy lục tầm đang tiếp cận, xoát, hắn ra tay rồi, hắn vươn móng vuốt giò xét, móng vuốt sắc bén và cứng rắn như thánh liệu. lăng hàn cười lạnh một tiếng, thân thể hắn phóng đại và biến thành cự nhân cao vạn trượng, pháp tướng chống trời, sau đó hắn xuất quyền tấn công lục tầm năng lượng hủy diệt quấn quanh nắm đấm, nó tỏa ra khí tức làm thánh nhân cũng phải sợ hãi. Ân, lục tầm giật mình, bản năng sinh ra kiên kỵ, hắn vội vàng thu hồi móng vuốt. Lăng hàn xuất quyền, năng lượng hủy diệt hóa thành một vệt ánh sáng tiếp tục tấn công lục tầm. Tốc độ quá nhanh, lục tầm lập tức trúng chiêu, năng lượng hủy diệt không có gì không diệt, cho dù lực lượng thánh cấp cũng không thể hóa giải, cho nên hắn kêu thảm thiết và thân thể lui lại. Hắn hóa thành hình người lần nữa, chỉ thấy ngón tay trái đang từ từ biến mất. Lục tầm quyết định thật nhanh, hắn dùng đao chém tay trái, ba ngón tay rơi ra ngoài, lúc này năng lượng hủy diệt mới không lan tràn. Hắn hoảng sợ nhìn lăng hàn, đây là năng lượng tầng thứ cao gì? Thánh nhân có thể đoạn chi trọng sinh, như việc này sẽ tiêu hao một chút sinh mệnh bản nguyên, hắn hao tổn cũng không có gì. Nhưng ngón tay mọc ra vẫn làm lục tầm kiêng kỵ, vừa rồi hắn đã kịp thời rút lui, nhưng vẫn không thể tránh được một kích kia. Càng kinh khủng hơn là, Hắn rõ ràng đã sử dụng quy tắc tạo thành hộ thuẫn nhưng hiệu quả phòng ngự năng lượng tầng thứ cao thần bí quá mức bé nhỏ. Có thể hóa giải một bộ phận nhưng hiệu quả quá kém. Hắn không còn dám đặt mình vào nguy hiểm, vung tay lên, thánh thi sau lưng giống như thủy triều lao ra ngoài. Thánh thi nha, ngược lại đã chết hẳn, hơn nữa cho dù bị đánh thành cặn bã, chỉ cần thả vào trong tuyệt địa sẽ hợp lại, vẫn có thể sử dụng như cũ. Tới đi, Lăng Hàn không ngừng vận dụng năng lượng hủy diệt, hắn bắt đầu đại phá hỏng cũng không tin bị năng lượng hủy diệt làm hỏng thánh thi cũng có thể lại xây lại nguyên nhân đây chính là phá hư hoàn toàn bành 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 lang hàn như thần long tàn sát bừa bãi trong thánh thi thánh thi bị hắn đánh chúng sẽ mất đi một khối thay thánh nhân khác xuất thủ chỉ có thể đánh vỡ thánh thi nguyên nhân cũng bởi vì thánh nhân thi quá nhiều quá mạnh mẽ cũng không kém thánh liệu bao nhiêu có thể làm hỏng thậm chí đánh nát nhưng khẳng định không thể chôn vùi triệt đề trừ năng lượng hủy diệt Lăng Hàn điên cuồng xuất thủ, mỗi khi hắn diệt một bộ thánh thi, chiến lực thánh cấp của âm phủ sẽ giảm một phần. Thế nhưng thánh thi quá nhiều, mà lực lượng của hắn không phải vô hạn. Trong chiến đấu cường độ cao, lực hồn lực của hắn tiêu hao càng lớn, dần dần có chút không thể chịu nổi năng lượng hủy diệt vận chuyển. Cũng nên đi, Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn phát động phượng rực thiên tường, hắn bắt đầu phá vây. Người còn muốn chạy, lục tầm quát lớn, nếu như bị Lăng Hàn phá hư lớn như thế còn nhìn hắn rời đi, mặt mũi lục tầm hắn đặt ở nơi nào. Đế tử không cần mặt mũi, hắn không tiếc vận dụng thánh hỏa hóa thành một mũi tên bắn về phía lăng hàn. Thánh hỏa, dùng một chút sẽ ít một chút, không có cách gì khôi phục. Nhưng mà uy lực cũng lớn, oanh, một tiếng bắn nát một tinh cầu. Quá nhanh, cho dù phượng dực thiên tường cũng không bằng, huống chi lăng hàn còn bị thánh thi vây quanh. Lăng hàn tươi cười, hắn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp ngăn cản trước người. Banh, thánh hỏa tiến đánh lên, thân thể hơi rung động, Mẹ nó, lục tầm suýt nữa phun máu tươi, hắn không tiếc tiêu hao thánh hỏa, hắn cho rằng có thể lưu lăng hàn lại, từ đó dùng thánh thi mài chết, không nghĩ tới lại bị phá giải dễ dàng như thế. Hắn có thể không thổ huyết sao? chương năm sáu tứ cực đỉnh phong. Lăng hàn tươi cười, còn chơi sao? Lục tầm căm tức nhìn lăng hàn, rõ ràng đối mặt với một tên tôn giả, hắn lại có cảm giác bất đắc dĩ rất lớn. Đánh, đánh không thắng, đuổi theo, đuổi không kịp hắn trả cái giá lớn mới suy tính lăng hàn có thể sẽ xuất hiện ở đây cũng không có mang theo giúp đỡ kết quả lăng hàn bị hắn bắt được nhưng căn bản không có cách gì bắt hay giết vì cái gì không gọi tới người khác đương nhiên là hắn có tư tâm hạt giống đến từ nguyên thủy vực sâu nếu cùng người khác đánh chết lăng hàn vậy hạt giống thuộc về ai không chơi ta sẽ không phụng bồi lăng hàn phất phất tay hắn xé rách không ghen rời đi lăng hàn lục tầm quát lớn chờ lăng hàn có động tác thì hắn mới nói Ngươi trốn được lần này, có lẽ còn có thể trốn được lần sau, nhưng cuối cùng, ngươi không thể trốn được vận mệnh chú định." Ồ, Lăng Hàn cười một tiếng, "Vận mệnh còn có chuyện chú định hay sao? Hừ, trước mặt đại thế không thể chống cự, vận mệnh của ngươi đã sớm được quyết định." Lục Tầm cao ngạo nói, "Đúng thế, phía sau hắn chính là một đại đế, mà tuyệt địa chi chủ gộp lại tổng cộng có 12 người, khi đó một đại đế chân chính còn bị bọn họ xử lý, nói gì một tên tôn giả." Cho dù Lăng Hàn thành thánh thì đã sao? Dù bước vào chuẩn đế thì thế nào Không thành đế Làm sao có tư cách khiêu chiến đại đế Huống chi người ta có tới 12 người Lăng hàn lắc đầu Với người không ngừng vươn lên mà nói Vận mệnh nắm giữ ở trong tay của mình Chỉ có người giống như người mới cho rằng vận mệnh chú định Hư Tiền dưỡng hạo đã nói cho người biết Người phải đối mặt với tồn tại tuyệt vọng cỡ nào chưa Lục tâm lại nói ra Cho nên chơi thế mới vui Lăng hàn cười ha ha Đều nói đại đế vô địch nguyên nhân đế không thấy đế, trừ thời kỳ viễn cổ, không có ai biết đại đế tranh lệch bao nhiêu. Hiện tại, hắn may mắn giao thủ với 12 trí cường giả xưng bá thời đại, đối với hắn mà nói, đây không phải là tuyệt vọng, mà là phấn chấn, là chờ mong. Khốn kiếp, đây là quái vật gì thế này? Lục tầm không có lời nào để nói, đã biết chính mình phải đối mặt đối thủ là 12 vị đại đế, nhưng vẫn tươi cười tự tin như thế, đây đúng là việc không ai có thể nói gì. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn bước ra một bước, lập tức, thân thể hắn biến mất trong hư không. Lục tầm không có truy kích, hắn có thể tới lui dương gian tự nhiên, nhưng âm hồn không được, thậm chí thánh thi cũng bị hạn chế. Ngươi trung quy chỉ là một con tôm tép nhãi nhép, bánh xe thời đại đã quay, nếu ngươi là châu chấu đá xe, ngươi sẽ bị nghiền thành phấn vụn. Lục tầm lạnh lùng nói, trên đời này còn có tồn tại mạnh hơn đại đế sao? Không có, cho nên... 12 vị tuyệt địa chi chủ liên thủ chính là vô địch, tuyệt đối không phải người nào có thể đối kháng đấu chuyển tinh di, lang hàn về tới tứ nguyên tinh. Mỗi ngày thu gặt tiên khí, luyện đan, hắn cách thập tứ tinh đỉnh phong đã càng ngày càng gần. Đám người hầu ca liên tục truyền tin tức về, cũng không phải chỉ có một đoàn người lang hàn xuất kích đối kháng âm hồn, như đinh thụ và các bá chủ nguyên thế giới cũng xuất kích, còn có con của đại đế như Bách Lý Hào Kiệt, bọn họ đều xuất động, cũng tấn công âm hồn. Mặc dù nhân số bọn họ rất ít nhưng chỉ một tia lửa cũng có thể biến thành đám cháy, huống chi bọn họ đều là thánh nhân, một người nắm giữ thực lực một quyền đánh nát tinh cầu, cho nên sát thương âm hồn càng lớn. Bởi vậy, có kiềm chế này, âm phủ cũng bị ép phải dừng bước. Ba năm trước, Bách Lý Hào Kiệt đại chiến với Thích Cương, đánh nổ bảy cái tinh vực. Thích Cương là thân đồ đại đế Phật tộc, cũng giống thiên kiêu thượng cổ, lấy thái cổ nguyên nê phong ấn, vượt qua ức vạn năm đi tới thời đại này. Một năm rưỡi trước, Lạc Dương quyết chiến ngũ tinh đồng trong tinh không. Bảy tháng trước, phá thiên chiến phong diệu lăng, đánh nổ một mặt trời, tạo thành một lỗ đen trong tinh không, thôn vệ không biết bao nhiêu âm hồn. Đế tử thượng cổ, bá chủ nguyên thế giới đều đang tỏa ra hào quang của mình, mỗi người đều có phong thái thành đế. Tranh đế vị trong thời đại này, không thể nghi ngờ sẽ được ghi vào lịch sử, nếu là thiên địa thả ra hạn chế, vô cùng có thể nghênh đón thời đại nhiều đại đế như thời kỳ thái cổ. Lăng Hàn cũng không có nhàn rỗi, hắn không ngừng xuất khích, hắn phân biệt gặp mấy người đế vô cực, dương dịch hoàn, triển khai đại chiến, sau khi đạt tới thánh cấp, đối thủ càng khó bị chém giết. Bởi vậy, mặc dù chiến đấu phân ra thắng bại nhưng không ai giết được ai. Chuẩn đế không ra, muốn giết thánh cấp, gần như không có khả năng. Lang Hàn nhanh chóng đạt tới thập ngũ tinh, lần này đặc biệt gian nan, nguyên nhân tứ cực trụ đã có 14 ký hiệu, tạo thành kháng lực mãnh liệt, ngăn cản ký hiệu thứ 15 hình thành. Hắn thất bại 81 lần, lần này cuối cùng thành công bước vào thập ngũ tinh. Còn tốt những năm qua hắn giết đủ âm hồn Thiên địa ban thường tăng cường bản nguyên của hắn, nếu không nhiều lần thất bại như vậy, hắn nói không chừng sẽ làm tổn hại căn cơ. Nhưng hắn đã đạt tới tôn giả thập ngũ tinh, như vậy cảnh giới này đã đạt tới cực hạn, hắn có thể đạt tới tứ cực cảnh viên mãn, có thể thắp sáng thánh hỏa, thành tựu thánh vị. Một khi hắn thành thánh, hắc hắc, lang hàn tiếp tục bắt giữ tiên khí luyện đan, tiếp tục giết âm hồn, tăng thực lực lên. Tinh không vô cùng náo nhiệt, từng thiên chi kiêu tử đang thể hiện phong thái của mình. Nhưng mà bọn họ cũng không phải là vô địch, thân tử đại đế xích hồng đế tộc bị phục kích, 12 tên khô lâu thánh binh phong tỏa không gian, vị đế tử thượng cổ tử chiến tới cuối cùng, bất đắc dĩ nuốt hận. Tin tức truyền ra, khắp thế gian đều kinh ngạc, thánh nhân, hơn nữa còn là con của đại đế, vẫn lạc. Điều này là đả kích cực lớn, âm phủ mạnh như thế, bọn họ có thể ngăn cản. Đám người đinh thụ, thạch thiên lộ xuất kích cũng cẩn thận hơn, hơn nữa số lần cũng giảm bớt rất nhiều. Bọn họ đều là người có hy vọng thành đế, đương nhiên sẽ không muốn thất bại trong gang tắc. Dù sao, bọn họ chỉ cần tu luyện bình thường, đạt tới thánh nhân cửu tinh là vấn đề thời gian. Mà một khi trở thành chuẩn đế, chỉ cần đại đế không xuất hiện, bọn họ có thể tung hoành thiên hạ. Hiện tại, tất cả mọi người đang nhắm vào cảnh giới chuẩn đế, người nào trở thành chuẩn đế đầu tiên, người đó có thể chiếm tiên cơ trên con đường thành đế. Tranh giành chuẩn đế, tất cả mọi người bài trừ Lăng Hàn ra ngoài. Lăng Hàn tuy mạnh nhưng cảnh giới quá thấp, rất lại thế hệ trẻ quá nhiều. Nhưng vào lúc này, Lăng Hàn cũng thành công tu đến thập ngũ tinh đỉnh phong. Tứ cực cảnh viên mãn, hắn có thể thắp sáng thánh hỏa, xung kích thánh vị. Lăng Hàn bắt đầu bế quan, làm lắng động cuối cùng. Dù sao cũng là thành thánh, qua nửa năm sau, hắn mới bắt đầu để hạt giống nảy mầm, dùng thắp sáng thánh hỏa. chương năm 1097, khẩu vị lớn. Thắp sáng thánh hỏa, nói đơn giản thì đơn giản, chính là bắt giữ quy tắc bát tinh hóa thành hỏa trùng, sau đó dẫn đốt tứ cực trụ, sau khi đốt hết thánh hỏa không tắt thế nhưng mà tôn giả chỉ có thể vận chuyển quy tắc thất tinh không thành thánh thì làm sao bắt giữ quy tắc bát tinh cho nên chỉ có số rất ít thiên tài mới có thể dựa vào tự thân thắp sáng thánh hỏa những người khác cũng chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng lực trợ giúp từ đó hóa thành quy tắc bát tinh thắp sáng thánh hỏa sử dụng bản thân thắp sáng thánh hỏa sẽ mạnh hơn rất nhiều nguyên nhân thánh hỏa này dùng quy tắc bát tinh chân chính hóa thành lang hàn lại khác hắn đạt được hạt giống thánh hỏa đây chính là thứ thanh trúc nữ đế trả giá lớn, nàng chiếm được từ kẽ nứt biên giới vũ trụ, có thể thành tựu đại đế mạnh nhất. Vấn đề là, nữ đế cũng không có nói cho ta biết nên thắp sáng hạt giống này thế nào. Lăng Hàn nói thầm, hắn cảm khái không nhỏ, đương nhiên không ngoài quy tắc và lực lượng. Lăng Hàn đầu tiên vận chuyển quy tắc, nhưng không dám dùng sức quá mức, sợ phá hủy hạt giống này, khi đó chơi lớn rồi. Một đạo đi, Lăng Hàn sử dụng một đạo quy tắc thất tinh đè lên, nhưng hạt giống thánh hỏa không phản ứng chút nào. Tốt, hai đạo vẫn là không có phản ứng. Ba đạo, bốn đạo, năm đạo, Lăng Hàn không ngừng tăng số lượng quy tắc, nhưng tất cả đều không có phản ứng. Sau khi đạt tới 30 đạo, hắn cũng không phải tăng lên từng chút, mà là 10 đạo một lần, cho dù tăng lên 90 đạo, hạt giống thánh hỏa vẫn như thế, nó không phản ứng chút nào. Khẩu vị của ngươi lớn bao nhiêu? Lăng Hàn dùng tới tất cả quy tắc thất tinh, lần này hạt giống thánh hỏa đã cho chút phản ứng, nó hơi phát sáng. Có hy vọng, Lăng Hàn thử tăng thêm 99 đạo quy tắc thất tinh đấy, mặc dù hắn không có cho quy tắc đan vào nhau, nhưng số lượng gần trăm cũng đủ sánh ngang 9 quy tắc bát tinh. Thì ra hạt giống thánh hỏa cần quy tắc bát tinh mới có thể thúc dục sao? Đủ châu bò, lang hàn cũng không thấy kỳ quái, nguyên nhân thánh nhân cường đại đều là đều là lấy tự thân thắp sáng thánh hỏa, nói cách khác, những người này ở tứ cực cảnh đỉnh phong, hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ một chút quy tắc bát tinh. Khả năng một tia, khả năng hai tia, cho nên, Hạt giống thánh hỏa có thể giúp người ta thành đế vị mạnh nhất, vậy cần quy tắc bát tinh mới có thể thắp sáng bình thường. Hơn nữa 99 đạo quy tắc thất tinh chỉ có thể hơi thắp sáng một chút, còn không thắp sáng chân chính. Người châu bò, đi thử một chút, lang hàn đan vào quy tắc, lần này thật kinh khủng, 10 đạo quy tắc thất tinh có thể ngang hàng một đạo quy tắc bát tinh. 10 đạo đè lên, hạt giống thánh hỏa lại sáng lên một phút nhưng vô cùng yếu ớt. Người rất tốt, lang hàn đan vào 20 đạo quy tắc thất tinh, Quả nhiên hạt giống thánh hỏa lại sáng lên một phút nhưng tối đi rất nhanh. Lại đến, lại đến, lại đến, Lăng Hàn không ngừng nâng cao chỉ tiêu số lượng, hạt giống thánh hỏa cũng càng ngày càng sáng, giống như muốn bốc cháy. Khốn kiếp, chẳng lẽ hạt giống thánh hỏa không phải dùng để thúc đẩy sinh trưởng nảy mầm, hơn nữa trực tiếp thắp sáng. Đây đúng là hỏa trùng mà không phải hạt giống. Mặc kệ, lại thêm, lại thêm, lại thêm, thời điểm Lăng Hàn sử dụng 99 đạo quy tắc thất tinh đan vào nhau. Hạt giống thánh hỏa độ sáng tới cực hạn, quả thực sáng chói mắt Lăng Hàn. Nhưng nó không có thiêu đốt, cũng không có trồi non nảy mầm. A, à, xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn thử rót bí lực vào, lập tức hắn cảm ứng lực hút kinh khủng không ngừng hấp thu bí lực. Đúng là khẩu vị lớn, chỉ riêng quy tắc còn không thỏa mãn được nó, bí lực cũng không thể thiếu. Tốt, Lăng Hàn thả ra hạn chế, mặc cho hạt giống thánh hỏa hấp thụ bí lực. Nhưng hạt giống dù nhỏ nhưng lại như cái động không đáy bí lực liên tục rót vào nhưng nó không nở ra. Tốc độ này quá nhanh, ba ngày qua đi, bí lực trong người Lăng Hàn đã tiêu hao không còn. Chuyện chưa từng có, Lăng Hàn chiến đấu với người khác, dù đối phương mạnh hơn hắn, hắn cũng có thể dựa vào phòng ngự cường đại và bí lực dự trữ nghịch thiên mài chết đối phương. Hiện tại ngược lại, Lăng Hàn còn vận dụng sinh linh lực trong vị diệt, sau đó vẫn không dùng được, hạt giống thánh hỏa ai đến cũng không có cự tuyệt, cho dù ngươi là quy tắc, bí lực hay là tín ngưỡng lực, chỉ cần đến sẽ thu hạt giống vẫn không cháy và không nảy mầm, nó giống như chết giả. Lại qua một ngày sau, Lăng Hàn không có biện pháp nào. Hắn suýt nữa bị hút thành người khô, không thể lại tiếp tục, bằng không hắn sẽ chết trước. Lăng Hàn ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lực lượng, nhưng hắn bí lực dự trữ kinh người, muốn hoàn toàn khôi phục cần thời gian dài hơn, không có thời gian hai tháng đừng mơ tưởng hoàn thành. Theo lý mà nói, hắn là tứ cực cảnh đã nắm giữ lực lượng tương đương 12 quy tắc bát tinh, việc này đủ châu bò, nguyên nhân thậm chí thánh nhân cử tinh hơi yếu nắm giữ quy tắc bát tinh cũng chỉ đạt tới số lượng này cho nên muốn nói số lượng quy tắc không đủ lăng hàn tuyệt đối không tin như vậy vấn đề nằm ở trên lực lượng lăng hàn thử sử dụng linh hồn thăm dò hạt giống a à, nguyên bản hạt giống này cực kỳ chặt chẽ căn bản là không có cách nhìn trộm bí mật trong đó nhưng bây giờ lại mở rộng cửa cho hắn vào lăng hàn nhìn thấy hạt giống đang phát sáng trên vách còn phủ đầy phù văn đại đạo Việc này cũng chứng tỏ số lượng quy tắc mà hạt giống thánh hỏa cần đã đủ. Lại nhìn vào bên trong, hắn đưa bí lực vào đã hóa thành chất lỏng, đang chìm dưới đáy hạt giống như vũng nước nhỏ. T. Lăng Hàn thở hốc vì kinh ngạc, như vậy, muốn lấp đầy toàn bộ hạt giống cần bao lâu? Một vạn lần là ít, lại tính một chút, tu đầy bí lực một lần, hắn đại khái cần gần hai tháng, như vậy một vạn lần chính là hai vạn tháng, dài đến hơn 1.600 năm. Lăng Hàn bó tay rồi, cần lâu như thế. Có thể gia tốc hay không?" Hắn thử hỏi Hầu Ca, Nữ Hoàng giúp hắn cũng rót bí lực vào người, nhưng vô hiệu, hạt giống bài xích bí lực khác. Hắn lại thử thủ đoạn khác, phát hiện thiên địa tự nhiên hình thành năng lượng sẽ không bị hạt giống bài xích. Trên lý luận có thể gia tốc, vấn đề là, Lăng Hàn hiện tại đã là Tôn giả thập ngũ tinh, lực lượng đã bước vào thánh cấp, năng lượng thiên địa gì có thể so sánh với bí lực dự trữ của hắn. Đi đâu tìm năng lượng khổng lồ như thế? Lăng Hàn sầu muộn, có lẽ bên trong biên giới vũ trụ có nhưng thực lực của hắn hiện tại, có bay một vạn năm cũng không tới, hắn còn không bằng từ từ tu luyện. Trong lúc nhất thời, hắn cũng bó tay hết cách, chỉ có thể vừa tu luyện vừa nghĩ biện pháp. Tiếp thu ý kiến mọi người, tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ biện pháp thay Lăng Hàn. Hai tháng đi qua, Hầu Ca trở về, nói cho Lăng Hàn một tin tức. Ở bên trong tam thập tam thiên Phật thổ có một cái chúng sinh trì, là nơi Phật tộc chứa đứng nguyện lực của chúng sinh trong nhiều năm. chương năm 1098, Phật Thổ Chúng sinh trì, Lăng Hàn hơi suy nghĩ, nguyện lực chúng sinh đương nhiên cũng là một loại lực lượng, hơn nữa đã trải qua xử lý, có thể xem như năng lượng tinh khiết. Nhìn khắp thiên hạ, thế lực nào thu tập được tín ngưỡng lực nhiều nhất? Phật tộc nói thứ hai, không người nào dám nói thứ nhất. Hơn nữa, cộng tất cả 100 thế lực đứng sau thu thập nguyện lực lại với nhau, có lẽ còn không bằng số lẻ của Phật tộc. Nhìn tinh không thời kỳ toàn thịnh, có bao nhiêu người là tín dân Phật tộc. Cho nên, tín ngưỡng lực bên trong chúng sinh trì sẽ vô cùng khủng bố. Lăng Hàn tin tưởng, chỉ cần mình có thể tiến vào chúng sinh trì một lần, hắn tuyệt đối có thể giúp hạt giống thánh hỏa ăn no bụng. Muốn mau chóng thành thánh, cũng chỉ có một biện pháp, ẩn vào Phật thổ. Nếu là trước kia, đây là việc không thể nào. Vì cái gì, nguyên nhân bởi vì không biết Phật thổ ở đâu, còn không biết nằm ở nơi nào, làm sao đi vào. Có thể nói, mặc dù Phật tộc là thế lực nổi danh trong tinh không, có một không hai, nhưng nói đến tổ địa thần bí, hoàn toàn có thể sánh ngang với chiến thần cung. Nhưng bây giờ Phật tộc bộc lộ thân phận, bọn họ chính là một trong 12 tuyệt địa, có đại lượng cao thủ từ bên trong Phật thổ đi ra tham gia trận đại chiến lần này. Cho nên, vị trí Phật thổ cũng lộ ra ngoài, Lăng Hàn là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn đã là tôn giả thập ngũ tinh, chiến lực đạt tới thánh cấp thập tam tinh, thập tứ tinh, hắn cần phải sợ hay sao? Hắn bị phát hiện vẫn có thể thong dong rời đi, mấu chốt là cái gì, Phật tộc cũng không đều là huyết mạch đại đế, cho nên hắn có khả năng trà trộn vào. Lăng Hàn nói chuyện cùng mọi người, hắn lẻ loi một mình bước lên hành trình phía trước. Đây chính là đi tổ địa Phật tộc, thậm chí A Hàm Phật cũng ẩn thân trong đó. Mặc dù nói, những thượng cổ đại đế có các loại lo lắng, không đến mức bất đắc dĩ sẽ không xuất thủ, nhưng chỉ cần để đế binh thức tỉnh thì chuẩn đế cũng phải quay người bỏ chạy. Cho nên, một mình Lăng Hàn đi mới thỏa đáng, chỉ cần để hạt giống thánh hỏa hấp thu đầy đủ năng lượng, hắn sẽ lập tức bỏ chạy làm tặc sao, ta phải khiêm tốn một chút. Lăng Hàn tiến vào hư không, hắn phát động phượng dực thiên tường, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Qua thật lâu, hắn xuất hiện trong hư không, nơi này đầy âm u tử khí, gần như không có quy tắc dương gian. Hắn còn không có tu thành thánh nhân, không có cách gì thân nạp quy tắc, bởi vậy, chiến lực của hắn sẽ giảm mạnh. Còn tốt, tinh thần lực của hắn đầy đủ mạnh, hoàn toàn có thể xem đây là vũ khí, phát huy ra lực phá hoại kinh người. Hơn nữa, hắn còn có thể sử dụng năng lượng hủy diệt, đây chính là đại sát khí nhưng đến nơi đây ta cần phải ít xuất hiện đi tới nơi này cũng nhanh có cần mấy ngày mà thôi phật thổ đã xuất hiện ở trước mặt hắn nơi này là một lục địa nó trực tiếp phiêu phù trong tinh không nhưng khối lục địa này cực lớn lớn hơn tinh cầu vài chục lần lục địa này được một tầng hào quang bao phủ cho nên nó cực kỳ bắt mắt trong tinh không lăng hàn đi qua hắn cẩn thận xé mở lỗ thủng và tiến vào phòng ngự của hào quang rất mạnh nhưng Lăng Hàn hiện tại đã có thực lực thánh nhân đỉnh cấp, tự nhiên thần không biết quỷ không xé ra một cái lỗ thủng, về sau lại chữa trị. Sau đó, thân hình Lăng Hàn nhảy lên mặt đất, a, à, hắn kinh ngạc phát hiện, quy tắc của nơi này phong phú lên. Có thể nói, phiến đại lục này nằm trong hoàn cảnh âm phủ nhưng lại tốt hơn bên ngoài rất nhiều. 12 tuyệt địa chi chủ, sử dụng âm phủ làm loạn, rốt cuộc bọn họ có ý định gì? Để âm phủ xâm lấn, có thể giúp bọn họ trường sinh sao? Lăng Hàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho dù nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông. Thấy thế nào cũng là kết cục hủy diệt dương gian, nhưng vấn đề là, những đế tử thượng cổ không phải sinh linh hay sao? A, à, phong ấn vô số thời kỳ đến thời đại này, bọn họ sẽ biến thành âm hồn sao? Chuyện không thể nào, việc này chỉ có những tuyệt địa chi chủ mới biết. Lăng Hàn ẩn giấu tung tích, nguyên nhân phía trước xuất hiện một thôn trang. Bốn phía của thôn trang là đồng ruộng, có thể nhìn thấy nông dân bận rộn trên đất, nếu quan sát tỉ mỉ, đây không phải lúa nước bình thường, chúng cao bằng thân người và kết ra hạt thóc cũng to lớn. A, à, đây là tiên cốc." Lăng Hàn gật đầu, trường kỳ ăn tiên cốc, đối với võ giả mà nói sẽ có lợi, có thể du ô kinh mạch thông suốt, nhục thân thông linh, tiến hành tu hành sẽ làm ít công to. Nhìn những nông phu này, mỗi người đều là phàm nhân, nhưng cũng không thiếu tồn tại thông mạch, hoán huyết cảnh. Xem ra, những nông phu này mặc dù không phải chủ lực hưởng thụ tiên cốc, nhưng khẳng định cũng ăn được một ít cho nên mới có thể không cần tu luyện liền đạt tới thông mạch hoán huyết cảnh hắn quan sát thôn trang này ba ngày hắn đã hiểu rõ đại khái ở chỗ này các thôn dân thật sự làm ruộng mà sống nhưng bọn họ có đường ra khác đó chính là tập võ hạt giống tốt sẽ được võ đường trong thành thu nhận một khi đi ra một bước này vậy thì mang ý nghĩa vận mệnh cải biến từ nay có thể thoát khỏi thân phận nông dân trở thành địa chủ thậm chí quý tộc tốt có chủ ý Lăng Hàn đặt mục tiêu lên thân một tên gọi là Trương Hàn Quân. Người này là cô Nhi, từ nhỏ phụ mẫu đều mất sớm, cũng không có những thân thích khác, cho nên, Lăng Hàn xuất thủ đánh ngất người này, sau đó phong bế sinh cơ, chôn sâu dưới lòng đất. Mặc dù Trương Hàn Quân là người Phật thổ nhưng hiển nhiên cũng là người vô tội, Lăng Hàn sẽ không có khả năng giết người này. Cho dù thực lực mạnh cỡ nào, Lăng Hàn cũng sẽ không bước qua giới hạn thấp nhất. Nếu không, hắn có khác gì tuyệt địa chi chủ, những đại đế sa đọa kia chứ? Sau đó, Lăng Hàn biến thành Trương Hàn Quân. Mấy ngày sau, võ đường phái người tới chiêu thu đệ tử, Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào cơ hội này. Võ đường, sau đó lại đi lên, tiến vào nội bộ của Phật Thổ, lại vào chúng sinh trì, thỏa mãn khẩu vị của hạt giống thánh hỏa, sau đó rời đi. Ân, chính là đơn giản như vậy. Lăng Hàn tìm cơ hội, mỗi ngày đều ở trong phòng luyện một chút võ nghệ, cũng không đi trồng trọt, từ đó các thôn dân chỉ trỏ. Không phải vì cái gì khác, nguyên nhân Trương Hàn Quân năm nay 17 tuổi, hai năm trước đã được võ quán kiểm tra, mỗi lần đều không được chọn. Cho nên, các thôn dân xem ra, hắn đã sớm từ bỏ, chân thật làm ruộng, không nên suy nghĩ chuyện xa vời. Bốn ngày sau đó, người võ quán tới. Một ngày này, thật nhiều thôn dân đều ngừng làm nông, mang theo con trai, nữ nhi nhà mình chạy đến đất trống ở cửa thôn. Đây là mấu chốt cải biến vận mệnh con của bọn họ, bọn họ cũng tràn đầy chờ mong. Chỉ có Lăng Hàn là một người cô đơn, phần lớn người không phải ném ánh mắt đồng tình thì cũng là trào phúng và xem thường. Quả nhiên, người này thật sự mơ tưởng xa vời, không có nhìn rõ hiện thực. Người đã 17 tuổi, đây cũng là lần cuối cùng tham gia cơ hội thay đổi nhân sinh, đã thất bại hai lần, người còn chưa hết hy vọng hay sao? Không đụng tường không quay đầu lại, chương 5099 kiểm tra, trương Hàn Quân, ra mặt người thật dày, một tên thiếu niên lạnh lùng nói, hắn trực tiếp chỉ vào cái mũi lăng hàn. Ta đã sớm nói với ngươi, người không xứng với viện viện a à, trong đó còn dính tới việc nam nữ lang hàn kinh ngạc bởi vì hắn cũng không có lục soát ký ức của trương hàn quân cho nên hắn không hiểu rõ cho nên hắn chỉ cười nhạt tỏ vẻ xem thường xem ra người không đụng tường thì không quay đầu lại thiếu niên này tiếp tục trào phúng ngươi là ai lang hàn mở miệng phốc thiếu niên kia suýt tức chết lại giả vờ không biết hắn hắn đương nhiên không biết Lăng hàn nói là sự thật hắn thật không biết ta là triệu kiếm thiếu niên này hét lớn lần này ta sẽ tiến vào võ quán mà từ nay ta sẽ thay đổi vận mệnh tương lai căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng nha lăng hàn gật đầu hắn lười đáp lại lấy thân phận của hắn sẽ để ý một thiếu niên khiêu khích sao lại nói đối phương khiêu khích cũng là trương hàn quân cũng không phải hắn đối mặt thái độ của lăng hàn như vậy triệu kiếm như ăn con ruồi hoàn toàn không biết nên ra tay từ nơi nào chỉ có thể tức giận trừng mắt được rồi chỉ cần mình tiến vào võ quán, Trương Hàn Quân sẽ ngưỡng vọng hắn, cần gì để ý chứ? Tương lai hắn tất thành đại nhân vật, chấp nhặt với cặn bã như vậy sẽ không có ý nghĩa. Một bên khác, người võ quán cũng bắt đầu tiến hành kiểm tra. Đây là nam tử trung niên, thân sắc kiêu căng, hắn lấy ra một khối đá và bảo từng thanh niên nam nữ cầm lấy. Nếu có thiên phú võ đạo cao, tảng đá sẽ phát sáng, thiên phú càng cao, hào quang càng sáng. Nhưng cho đến bây giờ, còn không có một người nào làm cho tảng đá phát sáng. Thôn trang này không lớn, tổng cộng chỉ có 17 thiếu nam thiếu nữ tới kiểm tra, hiện tại đã có 14 người hoàn thành kiểm tra, thần sắc ảm đạm. Gia trưởng của bọn họ đều an ủi, Thiên Phú Võ Đạo không phải cố định 15 tuổi mới mở ra, có người sẽ trễ một chút, đến 16 tuổi thậm chí 17 tuổi, cho nên võ quán mới cho thời hạn 3 năm. Hôm nay không được, vậy thì sang năm, sang năm không được còn có năm sau. Ta đến, Triệu Kiếm đi tới. Hắn từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, mặc dù bây giờ mới 15 tuổi, nhưng đã tu đến Hoán Huyết cảnh, viễn siêu người đồng lứa. Cho nên, hắn vô cùng tự tin, hắn đi đến trước người trung niên võ quán, vươn tay ra, hắn cầm tảng đá trong tay. Lập tức, tảng đá phát sáng, hơn nữa là sáng rực. Thiên tài giáp cấp, đôi mắt trung niên tỏa sáng, hắn vô cùng kích động. Người tới chiêu sinh như hắn, mặc dù không có số lượng chỉ tiêu, nhưng nếu tuyển được thiên tài ất cấp trở lên, hắn sẽ đạt được ban thưởng mà thiên tài giáp cấp một vạn mới có một. Phát đạt, hắn vô cùng kích động, phát hiện một thiên tài giáp cấp, hắn đạt được ban thưởng vô cùng phong phú. Khục, người tên là gì? Trung niên kia hỏi, tận lực áp chế kích động trong lòng. Thiên tài giáp cấp, ngày sau chỉ ít cũng có thể trở thành cường giả chân ngã cảnh, hiện tại có thể tạo mối quan hệ, ngày sau tự nhiên sẽ trở thành bắp đùi to. Triệu kiếm mặc dù tuổi trẻ nhưng hắn là người thông minh, hắn từ chút biến hóa của đối phương nhìn ra đầu mối. Hắn tươi cười, kiêu ngạo nói, ta tên là Triệu Kiếm, ta là Lý Vân, người có thể gọi ta là Lý Đại Ca. Trung niên kia nói, sau này tiến vào võ quán, gặp được vấn đề gì cứ tới tìm ta. Cảm ơn Lý Đại Ca, Triệu Kiếm gật đầu, hiện tại hắn còn rất nhỏ yếu, cho nên cho Lý Vân mấy phần mặt mũi, về phần sau này nha, ha ha. Lý Đại Ca, hắn nghĩ lại, chỉ vào lăng hàn, nhỏ giọng nói. Người có thể giúp ta chỉnh ra hỏa này không? Không có vấn đề, Lý Vân cam đoan, hắn cũng không phải không biết lăng hàn đã tham gia hai lần nhưng đều thất bại mặc dù nói có người thiên phú võ đạo thức tỉnh trễ nhưng phần lớn lần một lần hay không thành công sau này không có khả năng thức tỉnh bởi vậy đương nhiên lý vân đã xếp lăng hàn vào đám người bị loại vì một thiên tài giáp cấp trình một gia hỏa không có thiên phú võ đạo cũng đáng đây chính là một cái nhân tình lại có người tiến lên kiểm tra lại loại tảng đá không phát sáng chỉ còn lại có lăng hàn ha ha ta nhớ được ngươi Trương Hàn Quân có phải hay không? Lý Vân cười nói, Lăng Hàn gật đầu, đúng ta, ngươi đã thất bại hai lần, hiện tại còn không hết hy vọng. Lý Vân nói, đã kích Lăng Hàn một cách vô tình. Nếu như dũng khí có thể mang ra tu hành, ngươi cũng có hy vọng thành tài. A, à, miệng lưỡi không tệ, Lăng Hàn không có lập tức nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Vân một hồi, nói. Ngươi buổi sáng không có rửa mặt, tại sao bẩn như thế? Ngoá, Lý Vân suýt nữa tức điên, ngươi suy nghĩ gì thế, không thể nói bình thường hay sao. Hắn vốn còn muốn đả kích Lăng Hàn, nhưng bây giờ không có tâm tình, hắn chỉ vào tảng đá và thúc giục. Nhanh bắt đầu, hư, ngược lại kéo dài cũng lãng phí thời gian. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn đặt tay lên tảng đá. Đúng như mọi người nghĩ, tảng đá không có động tính. Nhưng thời điểm triệu kiếm muốn bắt đầu trào phúng thì có hào quang bắn ra. Vô cùng chói mắt, cái này, tất cả mọi người chấn kinh, ánh sáng còn chói mắt hơn cả triệu kiếm càng sáng thiên phú võ đạo càng cao đây là chuyện ai cũng biết t triệu kiếm cũng đã là thiên tài giáp cấp lăng hàn thì sao trên giáp cấp còn có thiên tài cao cấp hơn triệu kiếm cũng nghẹn họng nhìn chân chối từ phản ứng lý vân là có thể biết rõ thiên tài giáp cấp rất châu bò nhưng bây giờ trương hàn quân có tư chất cao hơn mình hắn không cách nào tiếp thu được muốn nói khó xử nhất khẳng định là lý vân hắn thấy triệu kiếm thiên phú kinh người lúc này mới cố ý nhắm vào lăng hàn không nghĩ tới Đánh mặt tới quá nhanh, tư chất địa cấp, hắn như gặp quỷ, trời ạ, à, sinh thời, hắn có thể gặp siêu cấp hạt giống. Trên giáp cấp chính là tư chất địa cấp, nếu không có vấn đề quá lớn, tuyệt đối có thể xông lên hóa linh cảnh. Hắn không biết, nếu Lăng Hàn không tiến hành khống chế, hắn sẽ có tư chất thiên cấp, thậm chí là cao hơn. Lăng Hàn gật đầu, khi xuất phát báo cho ta biết, dứt lời, hắn liền xoay người rời đi, mây trôi nước chảy. Mặc dù thiên phú võ đạo của hắn châu bò hơn Triệu Kiếm nhưng hắn quá bình tĩnh. Trang bước, không ít thôn dân đều oán thầm, nhưng Lăng Hàn hiện tại đã có tiền đồ vô lượng, ai dám nói thế trước mặt hắn. Chỉ có Triệu Kiếm, hai tay nắm chặt, gương mặt hắn đầy dữ tợn. Lăng Hàn không nhìn hắn, trước đó hắn chào phúng đối phương, Lăng Hàn hiện tại chiếm thượng phong còn không nhìn hắn. Đó là xem thường, việc này làm hắn cảm thấy nhục nhã hơn cả việc tát vào mặt.